theo của giải đấu EACC mùa thu 2020. Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ 3 trong ngày hôm nay. Trước mặt chúng ta sẽ là màn đỏ sức giữa FaZe Clan, những nhà vô địch Thái Lan Champions Cup, đội bóng có thể xem là ứng cử viên số 1 luôn anh Luận cho chức vô địch EACC mùa thu năm nay. Và đối thủ của họ đại diện của Việt Nam đó là Walking Chicken. Với những chú gà đi bộ này trong ngày thi đấu đầu tiên được coi như là một trong hai đội thi đấu thành công nhất, tạm coi là như vậy, thành công nhất. Của Việt Nam. Và ngày hôm nay hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục cái truyền thống đấy, tiếp tục cái đà như vậy, khi mà đối thủ của họ sẽ là một đối thủ cực mạnh. Nhưng mạnh không có nghĩa rằng họ sẽ chắc chắn giành chiến thắng. Dù cho trận đấu đầu tiên họ đã có một cái trận thắng phải nói rằng là thuyết phục và hoàn hảo trước đối thủ gọi là đứng đầu Việt Nam. Như chấp cái vận động viên trẻ tuổi nhất ở giải đấu lần này luôn, sinh năm 2K3, và anh sẽ là người chơi đầu tiên bên phía đại diện của Thái Lan. Trong khi đó Gogi sẽ là người xuất phát, người chơi ở vị trí thứ hai đó là Kin. Và ở cái đây là một cái cặp đấu mà với cá nhân của tôi thì nó có vẻ là nó hơi không cân sức một chút xíu. Thực ra thì nói về cân sức hay không cân sức trên cái thể thao hay kể cả là trái bóng tròn mà trước khi trận đấu diễn ra chúng ta không thể nói được nhiều điều. Nói chung là trên giấy tờ, trên cái mặt lý thuyết thì rất có thể là FaZe Clan sẽ được đánh giá cao hơn, nhưng không có nghĩa rằng họ có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng. Đặc biệt là với Gogi, ngày hôm qua anh đã có một chiến thắng 2-0 một cách thuyết phục với những cái miếng bài đơn giản và hiệu quả, tạt cánh đánh đầu. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều những quả tạt cả ở Việt Nam và cả Thái Lan nữa. Chấp đối đầu với Gogi. Chấp sẽ là những người điều khiển câu lạc bộ Everton, trong khi đó Gogi sẽ ra sân với bộ trang phục màu trắng của Chelsea. Hai trang phục này trên sân sẽ hơi có một chút gì đó là hơi khó nhận ra, bởi vì cái độ xanh với trắng nó cũng hòa lẫn với nhau. Hy vọng rằng là Gogi có thể quan sát kỹ càng. Sơ đồ 4-2-2-2 với đội bộ đôi cắm đó là Mbappe cùng với lại Crespo bên phía của Chấp. Trung vệ còn có Varane và Ramos, đều là mùa 20 TS. Còn bên phía của Gogi thì sao? Anh đã sân với đội hình là 4-2-2-1-1 và hai cánh vẫn là Luis Nani và Kevin De Bruyne, hai người đã khuấy đảo hai hành lang trong trận đấu ngày hôm qua để đem về chiến thắng cho Gogi trước Meliodas. Ở phía trên cao nhất vẫn đang chú ý nhất, cần phải chú ý nhiều đó chính là các bạn khán giả hãy nhớ đến cái tên Ibra mùa VTR. Đó là một mùa mới nhất hiện tại và cái cầu thủ này đang là cái cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa thẻ đó. Chắc chắn rồi, Ibra hay kể cả Socrates là những người mà đã khá thành công trong ngày thi đấu hôm qua, thì hy vọng hôm nay sẽ có thể ghi được những bàn thắng quan trọng dành cho Gogi. Có một điều thú vị là sau ngày thi đấu hôm qua thì Walking Chicken đang là đội tạm dẫn đầu ở bảng xếp hạng Việt Nam. Trong khi đó thì FaZe Clan cũng không có gì bất ngờ họ khi mà họ dẫn đầu ở bên bảng Thái. Thế nên lúc nãy anh nói bảo rằng là đây là một cái cuộc đối đầu không cân sức chứ chắc đúng không? Bây giờ trên bảng xếp hạng hai đội đang đứng đầu. Vậy thì câu không có nghĩa rằng là FaZe Clan có thể thắng dễ hay là có thể gọi là tạo ra nhiều cái điều gì đấy quá là đơn giản. Chúng ta hãy cùng nhìn xem Walking Chicken, những chú gà đi bộ đi từ hôm qua đến hôm nay, đi đến hết luôn cả giải đấu càng tốt đúng không? Hôm nay chắc là phải là Running Chicken rồi. Tức là hôm qua mình đi bộ rồi, hôm nay mình phải tăng tốc hơn một chút xíu. Gà có thể bay được đúng không? Tức là tôi hy vọng là nếu mà có thể họ đến Flying luôn hả? Chung kết Flying Chicken luôn. Flying Chicken luôn đó. Và những nụ cười rất tự tin đến từ cái đồ cánh kìa. Anh thấy cái hình xăm trên cổ của Gogi không? Đó là hình đôi cánh. Đôi cánh thiên thần hôm nay may mắn để có thể bật cất cánh bay cho đàn gà này. Và chú gà đầu tiên sinh năm 1990, Ngọc Vũ Gogi, một người mà có rất nhiều kinh nghiệm từ cả FIFA Online 3 đến FIFA Online 4. Em nhìn cái đôi cánh ở trên cổ của Gogi là em biết là lối chơi sở trường luôn. Tạt cánh. Đúng rồi. Mình chơi tạt cánh thì mình phải xăm hình đôi cánh đúng không? Đúng là như vậy. Và hy vọng rằng những quả tạt cánh đấy mang đến cái cơn ác mộng dành cho vận động viên trẻ tuổi nhất giải 17 tuổi, đó chính là anh chàng Jab Varane. Nói như 17 tuổi trẻ nhất giải nhé, thực ra về kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh chàng này không hề yếu đâu nhé. Cũng phải tầm 2 năm đổ lại đây, từ giải đấu của Đông Nam Á đến giải đấu của EACC là coi như toàn bộ thế giới như vậy rồi. Nhưng Chap đã có những cái thành tích rất là đáng nể. Anh ấy đã từng vô địch cả bên vô địch Thái Lan rồi này. Vô địch EACC thì như là chưa. Nhưng mà TD Kin thì có rồi. TD Kin đã từng vô địch EACC. Còn Chap thì như đã từng đạt giải nhì. Còn giải đấu C thì cả Kin hay cả Chap đều cũng đã lên ngôi. Cúp này thì có vẻ hơi bị khó nút đây, nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn đang rất cực kỳ quyết tâm. Nếu như các bạn khán giả cũng tiếp tục đồng hành với chúng tôi, tại sao chúng ta lại không cổ vũ cho những đội tuyển của chúng ta? Rồi, hóa ra cái hình xăm giống Ramos. đây đó, cái trên cổ rồi, giống Ramos, nhưng mà bên Ramos bên kia không biết rằng nó có gọi là kiểu hai thiên thần gặp nhau, có gọi là kiểu gì nhỉ, nó bắt bài nhau hay không. Pavlenka thủ môn này, chắp Pavlenka thủ môn rất ảo, hai cánh có Davies cùng với Mbabu là những vị trí quốc dân. Petit và Gullit là vị trí trung vệ, quên đó là tiền vệ trụ. Trong khi đó Griezmann, Son Heung-min để tạt vào bên trong dành cho Mbappe và Crespo. Crespo ngày hôm qua đã bón hành và đã gọi là ghi những bàn thắng cực kỳ khủng khiếp vào lưới của DIH. Có lẽ DIH đã quá chủ quan trong ngày thi đấu hôm qua.
Trước trận đấu họ đã phát biểu rằng là họ không ngại gì Face Clan. Họ đã nghiên cứu kỹ nhưng chưa kỹ lắm bởi vì quên mất rằng Crespo, một phiên bản icon rất khủng khiếp. Còn Working Chicken với Gogi Gogi, Donnarumma, một vị trí thủ môn được dùng rất nhiều trong tất cả các giải đấu. Ở bên cánh trái, Firpo cùng với lại cánh phải là Dumfries. Rồi có Goretzka cũng hay này. Cắm đó sẽ là con Ibra cùng với lại Socrates là đã lùi xuống. Ngày hôm qua thì với cái đội hình này, Socrates thì làm những cái nhiệm vụ là chim mồi và anh ta thu hút những cái hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho Ibra bên trong nhận được những cú tạt từ hai bên cánh. Và trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Người ra bóng đầu tiên là Gogi Ngọc Vũ của Việt Nam. Trọng tài ok go. Trận đấu bắt đầu. Bên tay trái chúng ta đó là vận động viên Thái Lan Jap Jap, rất trẻ nhưng tài năng. Còn bên tay phải là vận động viên sinh năm 90, có nhiều kinh nghiệm, Gogi. Kevin De Bruyne, Junior Firpo, Socrates. Socrates ngày hôm qua trong tay của Gogi cũng đã chơi cực kỳ hay, khi mà tỏ ra cực kỳ ăn ý với lại Ibrahimovic. Junior Firpo, Socrates. Socrates ngày hôm qua cũng có một siêu phẩm với một cú sút xa. Goretzka rất chắc chắn, pha cầm bóng rất chắc chắn của Thanh Hồng. Cũng là Vũ. Goretzka, Socrates. Vâng, anh đang tìm đường ở hai bên cánh đây. Ai chả, Crespo không chỉ biết tấn công mà Crespo cũng có khả năng tham gia phòng ngự. Một đội hình đang lùi tấn gần như tất cả cầu thủ về phía sân nhà đến từ Jap Jap. Và Jap Jap bố trí rất đông các cầu thủ áo xanh chặn những cái đường lên bóng ở hai bên cánh, có lẽ là nghiên cứu kỹ, đã có nghiên cứu lối chơi của chúng ta. Nani, nếu bắt cánh rồi chúng ta có thể sút xa không nhỉ? Ví dụ như tình huống này. Vieira, Goretzka. Bóng vẫn đang luẩn quẩn trước cầu môn của Jap Jap. Goretzka, Nani, Ibra. Sút ngay kìa. Tình huống đó hơi khó. Và pha phản công dành cho Jap Jap. Nhưng vì lùi quá sâu nên chưa đủ người. 15 phút đầu tiên là những phút dồn ép đội hình của bên phía Jap Jap, khiến cho anh phải lùi toàn bộ về sân nhà. Bây giờ là lúc mà anh sẽ kiểm soát bóng. Gogi sẽ đối mặt với những pha tấn công vỗ mặt. Crespo, Gullit. Crespo ngay lập tức chạy chỗ nhưng bắt bài thành công của Roland Laporte. Chuyền bóng tốt. Ui, cũng không đến được với Socrates. Hơi đáng tiếc. Antoine Griezmann, Crespo, Son Heung-min, Gullit. Crespo kìa. Ồ, pả bứt tốc khủng khiếp. Quá là hàng Crespo. Hay, một lần nữa Aymeric Laporte là người đã ngăn chặn. Hai pha đánh chặn thành công liên tiếp của cầu thủ người Pháp. Rất chú ý đến với cầu thủ Crespo đây. Một tiền đạo tôi nghĩ rằng là khá toàn diện. Tốc độ có, khả năng săn bàn bằng chân hay bằng đầu đều tốt. Dê dắt được. Điểm yếu duy nhất đó là khả năng ban truyền. Pha bóng có thể kết nối với đồng đội là hơi kém mà thôi. Còn khả năng chạy chỗ của Crespo thì không thể nói, không thể chê được chút nào cả. Goretzka, Vieira. Có thể chọc khe. Ồ, oh. Việt vị hay là lỗi đây? Đó là tình huống phạm lỗi với lại Nani thì phải. Ê, Alphonso Davies. Goretzka, bóng lại về với chân của chúng ta. Kevin De Bruyne, Nani ở bên cánh, không quyết định đi vào trung lộ. Kevin De Bruyne có không vượt qua được Varane. Ngay lập tức là một đường chọc khe nhanh dành cho Mbappe. Mbappe và Jerome Boateng. Phần thắng nó thuộc về tiền đạo người Pháp. Aymeric Laporte đã kịp lùi về. Rất nguy hiểm. Petit. Trời ơi, bắt bài sai kìa. Chỉ sai một nhịp so với lại đối phương và Petit ghi bàn. Phải đáng khen trong tình huống đó là Mbappe chiến thắng trong cuộc đua sức với lại Jerome Boateng. Sau đó chuyển ra bộ đôi người Pháp, cả Boateng, à cả đó là Mbappe cùng với lại Petit. Petit phải nói là không có đối thủ trong những cái cuộc đua tốc độ kiểu như vừa rồi. Mbappe, xin lỗi. Chúng ta thấy là Jerome Boateng đã phải thở oxy trong cái tình huống mà đuổi theo tiền đạo sinh năm 98. Ibra, một chút khởi đầu chưa ăn ý lắm, chưa được như ý. Đây rồi, cơ hội. Crespo. Mặc dù tuổi đời còn non trẻ, tuy nhiên lối đá của Jap Jap là vô cùng già dơ. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế hay kể cả thi đấu trong nước của anh chàng này, tôi nghĩ rằng cứ từ năm 14 tuổi anh đã đá rồi.
15 tuổi bắt đầu lên chuyên nghiệp và sau đó là những gì đó còn lại là lịch sử. Gullit, Son Heung-min. Hôm nay có lẽ như Chấp Chấp đang muốn lấy độc trị độc luôn. Anh ta muốn sử dụng chính những cái pha tấn công ở hai biên để đối đầu với lại Gogi Gogi. Rất nguy hiểm. Griezmann lại là một quá bình tĩnh, quen thuộc. Quá bình tĩnh. Griezmann vẫn là Griezmann. Ui, thật sự bình tĩnh. Liên tục hắc não nhau, không biết lúc nào Griezmann mới dứt điểm. Đến tình huống cuối cùng thì không qua được hãng của Donnarumma. Liên tục là những pha nhá chân không hề giả trân chút nào của Griezmann. Không biết anh ta sút khi nào. Griezmann sẽ là người đá phạt góc. Cọc gần, Crespo nguy hiểm. Crespo rất có hay là Dumfries. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cầu thủ người Hà Lan đã có mặt kịp thời trên vạch vôi. Và như vậy hiệp đấu đầu tiên tạm thời kết thúc, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đại diện trẻ đến từ Thái Lan. Chúng ta thấy là cái độ tỉnh của Chấp Chấp mỗi khi mà đối mặt với thủ môn đối phương là như thế nào. Anh ta không vội vàng sút ngay, anh ta thậm chí còn rất thoải mái thực hiện thêm những động tác kỹ thuật nữa. Đây chính là cái điều khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan trong những ngày thi đấu vừa qua. Chúng ta đã có những cái tình huống rất vội và đã sai lầm, nhưng ngược lại thì họ, kể cả những vận động viên còn trẻ nhé, nhưng họ xử lý trong vòng cấm cực kỳ bình tĩnh. Ta đôi khi có những tình huống mà truyền ở thế khó, ta muốn sút ngay sẽ không thành được. Đối phương thì ngược lại. Và đây là những diễn biến hiệp thi đấu thứ hai. Cánh rất thoáng dành cho Griezmann. Những cầu thủ người Pháp đang là tỏa sáng. Cả Griezmann, Petit hay là Mbappe cũng như vậy. Ở bên chúng ta có một người Pháp cũng tỏa sáng, đó là Laporte. Đường truyền hình Socrates. Rồi. Huyền thoại người Brazil đã rơi vào thế việt vị. Ở ngày hôm qua thì Ibrahimovic và Socrates cũng thường xuyên có những tình huống hoán đổi vị trí cho nhau như vậy. Davies, Petit. Rất nhịp nhàng, Antoine Griezmann lại đưa bóng ra cánh. Chấp Chấp ngày hôm nay đúng là lấy độc trị độc. Không vượt qua được Dumfries. Hậu vệ người Hà Lan đang chơi rất hay. Anh đã là người cứu cho chúng ta một bàn thua cuối hiệp 1. Và giờ là Ibrahimovic. Vẫn còn Nani. Socrates, Ibra. Ibra di chuyển ở phía dưới. Ibra nên truyền cho Ibra chứ. Sai hướng, sai hướng. Phản công cho Chấp Chấp. Gullit. Không được rồi. Truyền hơi nhẹ. Goretzka, Vieira, KDB, Ibra. Rất bình tĩnh. Phía trên có Socrates, bên cạnh có De Bruyne. Vieira, Socrates, De Bruyne. Không thể dứt điểm. Và cản phá của hậu vệ cánh phải quốc dân Mbabu. Nhưng ít nhất có một pha phạt góc. Chúng ta có một quả phạt góc. Tình huống này nếu như không cản phá có thể sẽ là một tình huống nguy hiểm và có thể là thành bàn thắng. Kevin De Bruyne. Tạt rồi. Cơ hội. Rất công. Chưa được. Đối phương phòng thủ đội bóng bổng cũng khá tốt. Chắc chắn là có nghiên cứu. Mbappe. Petit. Ramos. Davies. Mbappe. Gullit. Mbappe vừa chuyền xong là ngay lập tức thực hiện một pha bứt tốc liền. Griezmann. Bên trong có Mbappe, có Gullit, có cả Crespo. Gullit. Davies. Lợi thế bàn thắng của họ cho nên họ rất bình tĩnh. Không cần phải thực hiện quá nhiều những tình huống vội vàng. Chúng ta lại cần phải vội. Socrates. Vieira. Socrates. Kevin De Bruyne. Yeah, ở giữa. Vieira, Nani đổi cánh liên tục. Nani và De Bruyne đổi cánh liên tục. Đây là Junior Firpo. Vieira vẫn là tiền vệ người Pháp. Junior Firpo, Nani khoảng trống. Nani chưa đủ hiểm. Cú đá của Nani là chưa đủ khó đến với bài Pavlenka. Một pha ra chân rất nhanh và quyết đoán của Nani ở ngoài vòng 16m50. Thế nhưng mà pha đệm lòng bằng chân phải này bóng lại bay quá gần. Độ cong là có nhưng lại hơi thiếu hiểm hóc. Ngày hôm nay chúng ta thấy là hai bên cánh của Ngọc Vũ là tắt điện luôn hoàn toàn. Khó. Khi mà có vẻ như Chấp Chấp đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi khi mà anh ta đã mua hai cái ổ khóa cực kỳ xịn để mà khóa chặt hai cánh của Gogi Gogi. Chắc chắn là như vậy rồi. Có thể quan sát ngay được những tình huống mà khóa cánh và có những cầu thủ có đến hai cái bóng áo xanh mỗi lần mà ta lên cánh. Gogi lên cánh là sẽ bị khóa bằng hai cầu thủ. Thời gian không còn nhiều.
khoảng cách chỉ một bàn nhưng khó khăn là rất nhiều. Betty với lợi thế dẫn bàn thì chấp chấp chơi cực kỳ thoải mái và bình tĩnh. Betty Gullit, Betty khá nguy hiểm. Crespo, Crespo, Son Heung-min vẫn là cầu thủ người Hàn Quốc. Son Mbappé đây rồi, một pha lấy bóng tốt của Goretzka. Ibrahimovic, Socrates hơi thiếu người. Vieira đang băng lên. Nani rất bình tĩnh, hãy nhìn xem khóa cánh kìa, có cơ hội rồi. Nani, Nani, Nani kịp rồi, bình tĩnh rồi. Nani rất bình tĩnh, vẫn là Luis Nani. Luis Nani không thể ghi bàn, đã bình tĩnh rồi nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng mà chỉ là phạt góc mà thôi. Một pha giơ chân cản phá của Ramos, một người cực kỳ quan trọng cho Real Madrid và cả Giáp Giáp lúc này. Đó là một tình huống hiếm hoi mà cái ổ khóa bên cánh của Giáp Giáp bị bẻ. Bên phía chúng ta thì Nani cùng với Socrates cũng ra ngoài luôn. Nani đã có những cơ hội nhưng không thể thành bàn. Thay vào đó là Ronaldo mùa TT cùng với lại Neymar. Neymar và Ronaldo thì có một lối chơi nó tương đối là trực diện hơn, tức là nó sẽ khoan thẳng được khu vực chính giữa. Có lẽ là cô kia cũng đã nhận ra là hai cánh của mình đang gặp rất nhiều khó khăn. Và như vậy hình như là Giáp Giáp đã bấm tạm dừng và chắc chắn sẽ bị cảnh cáo. Một lỗi ở bên phía phạt góc. Nếu trong một trận đấu mà phạm hai lần lỗi như kiểu ở phạt góc hoặc là thủ môn ôm bóng sẽ bị xử thua luôn trận này. Và tổng cả 3 trận nhé, là 3 lỗi là sẽ bị xử thua luôn toàn bộ. Vâng, trọng tài tạm dừng, chắc chắn trọng tài sẽ có những phần cảnh cáo dành cho anh chàng Giáp Giáp này. Và nếu mà Giáp Giáp để thua vì cái lỗi thế này thì chắc chắn chắc là sẽ là rất là tiếc nuối đấy, cay đắng đấy. Nhắc nhở rồi, trọng tài nhắc nhở rồi. Đây là một giải đấu rất đặc biệt vì đây là giải đấu online. Và cái hệ thống mạng cũng như là cái server của chúng ta nó khác biệt, luật lệ cũng sẽ khác biệt đi. Trong một trận đấu với những tình huống phạt góc hay kể cả thủ môn ôm bóng không được phép tạm dừng. Chúng ta thấy là Ngọc Vũ vẫn tỏ vẻ đầy tiếc nuối với cơ hội vừa rồi của Luis Nani. Chắc chắn là hai lần luôn, cả Nani trước đó và Nani vừa xong. Với Nani tình huống đấy thì hoàn toàn có đến hai sự lựa chọn. Một là sút thẳng sớm, hai là tình huống chuyền ra ở bên trong có Ibrahimovic. Cuối cùng anh chọn lựa chọn là sút ngay và chạm chân của hậu vệ bật ra ngoài. Đến với pha phạt góc này, hãy cùng xem trọng tài quyết định gì. Bởi vì tôi nhớ không nhầm trước đó là chính anh chàng Giáp Giáp này đã bấm dừng trận đấu từ sớm, lúc mà anh chàng Ngọc Vũ chưa có tình huống sút. Và sau đó sút thì ZD bóng vào trúng vị trí thủ môn và thủ môn ôm bóng. Đó là một lỗi nếu như mà xét theo đúng luật. Và nếu mà thành hai lỗi trong trận này rồi ấy, thì chỉ một trận nữa, một lỗi nữa thôi từ hai anh chàng còn lại, cả ba vận động viên đều bị xử thua trắng. Bên phía tổ trọng tài mới đang họp bàn rất kỹ. Có thể là cái lỗi này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ít đúng, nhiều của Giáp Giáp. Chúng ta ngày hôm qua cũng bị cảnh cáo với trường hợp của Hoàng Hiệp và Hoàng Hiệp ngay lập tức trả bóng. Nhưng đó là chỉ là một lần trong một trận đấu. Và sau đó thì Hoàng Hiệp không còn phạm sai lầm nào nữa và tất các vận động viên chúng ta cũng không phạm sai lầm. Và với những vận động viên trẻ tuổi thì cái việc tâm lý chính là cái bài toán mà họ khó có thể nào mà vượt thì qua được và vậy? Giải quyết. Trong những trận đấu họ đang rất là mượt mà, khi ghi bàn dẫn trước chẳng hạn thì họ thể hiện một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp. Đúng. Thế nhưng khi họ gặp một cái gì đó mà nó tâm lý một cái chút ảnh hưởng nho nhỏ sẽ tạo ra những cái mà họ xử lý nó đi chệch và bị thiếu đi một cái sự điềm tĩnh. Tổ trọng tài bên phía Thái Lan vẫn đang họp bàn. Chính xác hơn đây là tổ trọng tài của EACC, tổ trọng tài tổng của từ EA Sports. Và luật lệ từ EA Sports đưa ra thì đây là một giải đấu thể thức online, không phải là thể thức offline, nó khác biệt như vậy đấy. Chỉ với một cái nút pause thôi mà nó có thể gây tai hại to lớn về hạn luật. Đấy, phải nhắc đến ngay anh chàng pause bên phía của team Wisdom. Vâng, khuôn mặt tái, lắc đầu liên tục. Đây không phải lỗi của em, nhưng không, chắc chắn anh chàng này chưa đọc kỹ lỗi. Và thật sự là tôi cũng phải rất bất ngờ vì cái luật lệ lần này. Nhưng luật là luật đúng không? Luật là đặt ra là phải làm theo thôi.
Nếu đây là trận đấu đầu tiên và phạm hai lỗi trong một trận ấy, thì nếu tổ trọng tài có thể gọi là không quyết quá quyết liệt thì họ có thể cho tiếp tục trận đấu. Nhưng như thế thì ảnh hưởng đến cái tâm lý của Việt Nam mình. Tại vì đối phương cũng đã phạm lỗi như vậy rồi. Đúng, đúng. Xét về tình nhá, thì vận động viên này còn trẻ và có thể là anh ấy đã quên một chút nhỏ nhỏ thôi. Đấy, hai tình huống họ quên. Thì về tình chúng ta có thể có tạm thời bỏ qua, nhưng về luật, về lý chúng ta vẫn phải có cái hưởng của mình, đúng. Nhưng mà mình thông cảm cho họ thì ai thông cảm cho mình? Chính xác là như vậy rồi. Đôi khi chỉ một trận đấu thôi có thể đánh giá ảnh hưởng toàn bộ cả giải. Biết đâu là chính là Bắc Kinh Chicken có thể lên ngôi, đúng không? Là như vậy, chúng ta hãy cùng để chờ xem quyết định cuối cùng đến từ tổ trọng tài của EACC. Một bài học rất quan trọng dành cho các vận động viên trẻ, không chỉ của Thái Lan nhé, cả của chúng ta nữa. Không nên lặp lại những sai lầm như thế này. Trong lúc này tôi sẽ muốn phổ biến lại một lần nữa với cái thể lệ, cái luật lệ này. Cái luật lệ thì ngoài cái việc là tạm dừng trận đấu này, có một điều nữa mà rất nhiều các bạn khán giả trên kênh đã thắc mắc, đó là việc ban pick cầu thủ. Tại sao trong mùa Icon có rất nhiều cầu thủ mà chỉ chọn được những cầu thủ như thế này? Thì câu trả lời đến từ ban tổ chức, đó là những cầu thủ nào mà ở các server khác không có, hoặc chênh lệch nhau khác nhau về lương, về chỉ số hoặc về lương, thì chúng ta sẽ không được phép sử dụng, vì không, đó không đồng bộ cho tất cả những cái server và những nước đất nước của chúng ta. Ví dụ như trường hợp của Drogba Icon, không ai chọn cả, mặc dù rất là ngon, nhưng mà nó không được chọn bởi vì Drogba Icon đã không có mặt tại server Trung Quốc. Trong khi đó thì Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc có Drogba, như vậy không được sử dụng. Tiếp theo nữa, ở mùa LH là mùa mà có khá nhiều cầu thủ tuyệt vời, như kiểu Nedved, như kiểu là Paul Pogba, hay kể cả đó là Drogba, rồi thì Ronaldo nữa. Nhưng tại sao không được dùng? Bởi vì đó là sự thay đổi chênh lệch nhau về lương. Ở bên Hàn Quốc họ nhiều hơn Việt Nam mình và Thái Lan một lương, và cả Trung Quốc nữa. Cho nên là chúng ta không được phép sử dụng những cầu thủ như vậy. Đó là điều mà các bạn khán giả cũng đã có comment, cũng đã có thắc mắc. Nhiều người không hiểu nên tôi có những phần thời gian này để có thể giải thích cho các bạn. Tối đa của mùa Icon chỉ là cộng 1 mà thôi, đúng không luôn? Chính xác là như vậy. Icon là cái mùa gọi là mùa boss cuối, cho nên chỉ có thể được gọi là dùng được lứa thẻ thấp nhất. Còn cái mùa live, tức là mùa hiện tại, là được phép lên thẻ cộng 8. Mà thường những cái mùa live này là dành cho những vị trí nó không quá quan trọng, như kiểu vị trí hậu vệ cánh, để có thể giảm lương. Cái điều quan trọng trong cái dạng FIFA 24 này đó là tổng hợp lương của các cầu thủ không được vượt quá, nó giống như kiểu cân bằng tài chính ở ngoài đời đấy, anh hiểu không? Vẫn đang có rất nhiều những sự họp bàn. Chúng ta vẫn chưa biết được rằng quyết định cuối cùng đến từ tổ trọng tài là gì. Và chấp chấp hoàn toàn có thể trả giá cho cái hành động của mình. Và nếu như bị xíu thua thì chỉ là thua thôi, chứ không có phải là thua 0-3 ha luôn. Thua không, thua theo cái dạng là bỏ cuộc thì có thể là sẽ được xử là 0-3. Bị trừ luôn 3 điểm như thế. À, 3 điểm này xong lại mất luôn cả hiệu quả. Và như vậy là trọng tài đã quyết định hình như là trận đấu tiếp tục. May cho chấp chấp. Có lẽ là cũng đã đến từ đại diện bên Thái Lan những cái phần gọi là họp bàn và châm trước cho hành động này. Lần đầu tiên là như vậy. Còn Ngọc Vũ có vẻ đang khá là tiếc nuối, bởi vì đó là hai lỗi rõ ràng. Một lỗi thủ môn ôm, bấm pause từ trước từ sớm. Còn Ngọc Vũ vẫn đang thắc mắc với tổ trọng tài Việt Nam mình. Vậy là thì cuối cùng trận đấu sẽ phải được tiếp tục thôi. Không sao, có lẽ Ngọc Vũ, tôi nếu mà lời khuyên Ngọc Vũ bây giờ là cứ tiếp tục trận đấu nốt trận đấu này đã. Còn sau trận đấu này thì kết quả có như thế nào thì cho trọng tài sẽ quyết định nốt. Tổ trọng tài sẽ quyết định nốt. Tôi nghĩ như vậy. Ta cứ thực hiện nốt đi cho thời gian nó trôi qua, sau đó là xong trận đấu này rồi thì sẽ có kết quả sau. Đây là lần đầu tiên ở giải đấu này bị tạm hoãn về những lỗi như thế này. Một lỗi kỹ thuật. Cái lỗi này mà nếu xét ra ngoài đời cũng giống như kiểu chúng ta không hiểu luật vào trong bóng đá vậy thôi. Luật bây giờ nó có rất nhiều sự thay đổi, kể cả cái luật mà bây giờ là việt vị đó. Việt vị thì cầu thủ vẫn cứ đá tiếp nốt tình huống, và sau đó trọng tài mới xem lại xem băng là có thực sự là việt vị hay chưa. Đây là cái đấy cũng thay đổi này, hoặc là va này, rồi thì rất rất nhiều những tình huống khác, luật lệ khác. Và thay đổi như vậy chúng ta phải tập trung vào cái... Như vậy là tổ trọng tài của chúng ta sẽ tiếp tục họp bàn một lần nữa. Cả trọng tài bên Việt Nam, cả trọng tài bên Thái Lan và tổ trọng tài tổng đến từ EACC, họ cũng sẽ họp bàn cho tình huống này, một tình huống rất quan trọng, ảnh hưởng đến cục diện cả một cái giải đấu. Đúng, chính xác. Với cá nhân em nha, ví dụ như là em là một cái người thi đấu đi, dĩ nhiên ví dụ như đặt trường hợp em là Ngọc Vũ đi, thì ông mình cũng không thể nào mà mình tiếp tục được nữa, trong khi mà cái tâm
lý của mình nó cũng bị ảnh hưởng bởi vì đúng. Cái sự oan ức và cái sự oan ức mà nó khiến cho mình rất là dễ bị ức chế. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta đến với giải đấu này rồi, tôi không nói những giải đấu ví dụ nhỏ lẻ như giải đấu giao hữu thì chúng ta có thể tạm thời bỏ qua được, nhưng đây là giải đấu IACC, một giải đấu quốc tế. Và quốc tế thì những cái lỗi lầm phạm phải chúng ta hoàn toàn phải xử theo luật. Đúng rồi. Đấy. Bởi vì cơ bản là những cái luật này đã được đặt ra và được đã được phổ biến cho tất cả những vận động viên của tất cả và các lỗi nước luôn. Của anh chàng kia là không đọc luật kỹ. Và bên phía của đại diện bên đoàn Thái Lan họ cũng không phổ biến lại một cách rõ ràng dành cho đại diện bên phía của những vận động viên kia. Và như vậy là chúng ta vẫn phải chờ xem trận đấu như thế nào. Nếu nó xét về lại trận đấu này xem nào. Cục diện của trận đấu từ đầu đến giờ anh đánh giá sao? Cục diện thì rõ ràng là ngày hôm nay thì Chấp Chấp đã phải nói là làm quá tốt khi mà anh ta đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Koki Koki luôn. Anh không cho Ngọc Vũ của chúng ta có bất kỳ một khoảng trống nào ở hai bên cánh cả. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay cái biến đánh phải nói là sở trường của Ngọc Vũ đó là tấn công biên thì nó đã hoàn toàn bị tê liệt. Theo vào đó anh ta phải chơi cái món đòn không phải sở trường của mình, đó là tấn công trực diện bằng trung lộ. Và những cái cầu thủ bên phía của Chấp Chấp thì cũng đã bố trí một cái hàng phòng ngự trung lộ nó quá tốt. Và những cái chúng ta chỉ có thể có được những tình huống từ một là sai lầm của đối phương, hai là những quả sút xa mà thôi. Tuy nhiên những cái điều đó thì nó vẫn chưa đem lại thực sự hiệu quả ở trận đấu này. Không như là như vậy, khi mà chúng ta có thể nói được rõ ràng nhất là Ngọc Vũ đã bị đối phương bắt bài. Đúng. Bắt bài một cách có lẽ cũng khá là trọn vẹn. Đúng một lần tình huống duy nhất khi mà Nani thoát được và bên kia không bắt bài được là anh ấy tạo ra một cái cơ hội nguy hiểm nhất trận đấu luôn. Và chính từ cơ hội đó đã tạo ra một cái bước ngoặt, đó là cái lỗi thứ hai đến từ Chấp Chấp. Đấy, đấy là cái tình huống mà tôi nghĩ rằng là trong cả một trận đấu khi vận động viên trẻ họ có thể bắt bài được gần như toàn bộ rồi nhá, đến gần như phút 90. Nhưng mà lại là sai lầm trong những pha cuối cùng và để thoát xuống Nani tạo ra một cái gọi là cái domino đổ dạt theo một cái trình tự như vậy, đúng không? Quay trở lại, em có nhớ một cái tình huống quay trở lại, cái tình huống mà Chấp Chấp mà Pauls bị lỗi á, thì em thấy anh ta dừng cái tình huống đó để group Antoine Griezmann và anh ta thay bằng Olivier Giroud. Thì theo em thì cái đây là một cái quyết định nó không đáng để cho Chấp Chấp phải chịu cái luật. Anh nghĩ đúng không? Tại vì là như vậy. Anh ta đang dẫn trước đối thủ của mình 1-0. Thời gian đồng hồ, thế trận cũng đang trước luôn. Đồng hồ đã chỉ phút 88-89 rồi. Và ví dụ như mà Chấp Chấp dừng cái trận đấu lúc đó để mà anh ta thực hiện một cái sự thay đổi về hàng phòng ngự hoặc là anh ta thay đổi gì đó để bảo toàn chiến thắng thì em cũng có thể hiểu. Nhưng mà đằng này anh ta dừng trận đấu để rút Griezmann và thay bằng Olivier Giroud. Thì nếu như mà Chấp Chấp có bị phạt thì nó cũng là một cái rất là vô duyên và nó rất là không đáng chút nào luôn. Thực ra thì tình huống cuối cùng trận đấu là lúc để thay trong cái pha pause đấy để mà phạt góc ấy. Là cái ý tưởng của Chấp Chấp tôi đảm bảo luôn, chắc chắn là muốn câu kéo thêm một chút thời gian nữa. Vì trong những pha thay người đấy là cái thời gian vẫn chạy. Đó, khi thay người như vậy thời gian chạy rồi là Ngọc Vũ gần như có đúng một cơ hội duy nhất là pha phạt góc đấy thôi. Đúng. Đúng không? Ngày hôm qua thì Faceland đã thể hiện sức mạnh của họ bằng cái chiến thắng phải nói là giòn giả luôn. Tức là 3 trận thắng trước đại diện mạnh nhất của chúng ta là DH Esports luôn. Và ngày hôm nay, ngay trận ra quân thôi thì Chấp Chấp và Faceland cũng đã thể hiện được một cái sự áp đảo trong lối chơi trước những đại diện của Việt Nam. Và có thể là cái sai lầm của Chấp Chấp này nó có thể ảnh hưởng đến phần còn lại. Tức là một cái băng chuyền nó đang chạy rất là trơn tru, rất là mượt mà. Nhưng sau cái sai lầm này thì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý của Faceland cũng như là những cái người chơi sau. Chắc chắn là như vậy rồi. Thậm chí nếu mà nặng hơn giống như anh Luận đã nói thì có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả đội luôn. Đúng chứ không chỉ riêng vì Chấp Chấp không đâu. Bởi vì bây giờ là trong cả một cái 3 trận đấu nhá, là 3 hệ thống trận đấu đấy, tổng 3 lỗi là xử thua toàn bộ. Đó. Thì bây giờ là một riêng một mình Chấp Chấp là 2 rồi, chắc chắn không xóa được. Tôi đã bảo nếu mà trọng tài mà để xóa cái lỗi này ấy, thì lại là làm trái luật. Thì tôi chắc chắn là đây là đếm 2 rồi như này. Hai người còn lại nhỡ tay chẳng hạn thôi. Đấy đúng những phút cuối cùng mà hai bạn vận động viên còn lại của bên phía Walking Chicken gây khó khăn, gây áp lực ức chế chẳng hạn, anh chàng đấy lỡ tay bấm nhầm nút bấm pause là xong rồi, là 3 trận đấu đều xử thua luôn. Lúc này thì những tranh cãi vẫn đang tiếp tục được tổ trọng tài của cả hai bên đứng ra giải quyết và chúng ta cũng đang rất căng thẳng để chờ đợi xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Ngày hôm nay thực sự khi mà xem Chấp Chấp đã, ngày hôm qua thì hai anh em mình không có làm cái trận của Faceland. Faceland đúng. Nhưng mà ngày hôm nay á, thực sự khi mà em xem Chấp Chấp đá thì rõ ràng là tuy là cái tuổi đời còn rất trẻ thì mình cái lối chơi của Chấp Chấp cực kỳ đa dạng luôn, từ trung lộ luôn, từ cánh và anh ta cái điểm ngày hôm nay á, Chấp Chấp tận dụng tối đa sức mạnh ở hai bên cánh của mình luôn, tức là anh ta có bóng là anh ta hoàn toàn đưa ra biên và khi mà anh ta cảm thấy là biên đã rất khó ăn rồi thì anh ta đưa bóng lại ngược vào trong với những cái pha đánh vỗ mặt sở trường. Và một cái điểm nữa cũng đã làm nên sự thành công cho Chấp Chấp, đó là những cái pha phản công nhanh khi mà anh ta có những cái quân bài giống như là Mbappe
Đó, nhắc đến Mbappe thì chúng ta lại nhớ ngay đến cái tình huống mà anh ta đã thoát ra khỏi sự đeo bám của Jerome Boateng, tạo ra bàn thắng đấy. Một cái bàn thắng phải nói có sự xuất sắc đến từ Kylian Mbappe. Rồi thêm nữa rằng là không chỉ Mbappe mà còn Crespo là một người mà hút đi những hậu vệ. Chúng ta quá chú ý đến Crespo và quên mất rằng là bộ ba vị trí của hậu vệ kẻ bộ ba cầu thủ người Pháp nhé. Từ tuyến giữa đó là Petit, lệch trái là Antoine và ở trong đó là Kylian Mbappe. Và đó là ba vị trí mà đã tạo ra rất nhiều những pha phối hợp và khiến cho cái gọi là gì hàng thủ chúng ta bị xáo trộn hoàn toàn và đặt trong tình trạng báo động liên tục. Và đây chính là lúc mà anh chàng đội trưởng bên phía của Face Clan đọc lại cái luật. Luật có, chắc chắn là như vậy. Họ đang có vẻ như là kiến nghị rằng là tôi không đọc rõ luật, nhưng bây giờ khi luật đã rõ ràng rồi thì chắc chắn phải vậy. Những tình huống thủ môn ôm bóng của chúng ta bấm pause là lỗi này, sau đó là tình huống phạt góc, cả hai tình huống đó. Đúng là khi mà đưa luật đọc lại thì có trọng tài có muốn binh hay là bên này có muốn cãi thì cũng không được nữa. Chính xác là tại vì giấy trắng ở lộn điện thoại trắng, chữ đen đàng hoàng. Điện thoại. Đây đang đọc đây. Đơn giản thôi, đây cái lỗi này càng chứng tỏ rằng họ không đọc kỹ luật. Có lẽ là họ đang quá tự tin về chính mình, tôi đang nghĩ như vậy nhé. Họ đã quá tự tin vì các cái giải đấu trước họ không cần đọc nhiều luật. Họ đơn giản cứ vào trận, họ đá đúng như cái cách của mình muốn. Đó. Nhưng không nghĩ rằng là bây giờ khi đến cái mùa giải này, một cái sự thay đổi quan trọng và rất lớn về luật là việc pause trận đấu. Bây giờ pause trận đấu cũng là có luật đấy, chứ không phải là đơn giản. Và cái giải đấu này thì cơ bản nhìn chung em cũng đã cùng bên luận bình luận nhiều trận đấu và cũng có xem luôn, cũng có theo dõi những cái trận đấu mà hai anh em mình không bình luận. Thì nhìn chung cái lối chơi của Thái Lan á, họ cực kỳ bình tĩnh và họ rất lạnh lùng anh luận ơi. Tức là như vậy? Em có cảm giác như Việt Nam mình cứ đá nó hơi bị gấp sao á. Rõ ràng nhé, bên họ tuổi đời trẻ kinh điển. Tất cả các cầu thủ bên họ gần như là trẻ nhất luôn so với lại chúng ta. Mà chúng ta thì là những người mà có nhiều tuổi đời hơn, có nhiều kinh nghiệm trên cái giải đấu hơn. Nhưng mà có vẻ như là lối đá nó hơi ngược. Nó ngược nhau về tâm lý, nó ngược nhau về cái sự điềm tĩnh trong những cái xử lý của mình. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là khác biệt. Nếu mà các bạn còn nhớ thì cái pha bứt tốc vừa rồi của Mbappe tạo nên bàn thắng của Petit, nó là một ví dụ. Và sau đó luôn, nếu mà anh Luận còn nhớ, đó là một pha bóng mà Antoine Griezmann đã đối mặt với thủ môn luôn, đối mặt với Donnarumma, nhưng mà anh ta giật lại bóng hai lần và cú tính lần thứ ba thì anh ta mới tung ra cú dứt điểm. Và rất nhiều những game thủ Thái Lan ở những trận đấu trước cũng đã thể hiện cái sự bình tĩnh và cái sự chuẩn xác của họ trong những cái tình huống đối mặt nó tốt như thế nào. Đúng là như vậy. Phải có lời khen thật sự với những vận động viên còn trẻ tuổi nhưng tài năng rất lớn của Thái Lan. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam mình cũng không thiếu những người như vậy. Nhưng có lẽ là họ đang còn thiếu một cái gì đó. Họ đang còn chưa có được cái cơ hội để có thể trở thành những vận động viên chuyên nghiệp vì rất nhiều những lý do khác. Những người như 2K3 như kiểu Chắp Chắp, tôi nghĩ rằng ở Việt Nam mình không thiếu. Đặc biệt là trong team của tôi là một gọi là bình luận viên và tôi cũng lập một cái team kiểu dạng gọi là online dành cho tên của tôi, đó là team LBK. Có một vận động viên sinh năm 2004 và anh chàng đấy đá cũng khá là điềm tĩnh, cũng khá là có những cái miếng bài hấp dẫn. Nhưng mà rất tiếc là cái khả năng gọi là để có thể trở thành một cái vận động viên mà đi đến với lại đấu trường quốc tế vẫn còn đang thiếu nhiều những cái khác, rất nhiều lý do khác nữa. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Vận động viên trẻ chúng ta có, nhưng về lý do, về cái ảnh hưởng về ngoại cảnh nữa, rất nhiều. Chấp chấp, 2K3. Hình như là vẫn còn một vận động viên nữa 2K3 phải không nhỉ? Không, chấp chấp là nhỏ nhất rồi. Đấy, à, còn hai người kia là 2002 thì phải. Đúng rồi, 202. 202 là thuộc về đội bóng IDS của eSports. Nhìn cái vẻ mặt của chấp chấp, thì em nghĩ là cái hướng nó đang có lợi hơn cho Gogi. Đúng là như vậy. Lúc nãy em nhìn qua cái bóng in hình ở trên cái kính này nè, thì em thấy một cái trọng tài đang đứng giải thích. À. Và đứng giải thích thì hai vận động viên này của Thái Lan á ngồi nghe rất là chăm chú và cái vẻ mặt của hai người này theo kiểu là thôi xong rồi. Thì em nghĩ có lẽ là đại diện bên Thái Lan và họ cũng đang có muốn nhiều điều phân bua. Họ đang cố gắng cứu cái trận đấu này. Một trận đấu tôi thấy rất quan trọng, trận đấu khai màn cho cái cặp đấu của Face Clan cùng với lại Wacky Chicken cơ mà. Nhưng mà em nghĩ là ở trường hợp này thì nó níu kéo không có hạnh phúc đâu anh Luận. Tại vì thứ nhất á, tại vì thứ nhất là Face Clan họ cũng đã giành trọn vẹn 3 điểm, ới lộn 9 điểm. 3 trận thắng, 9 điểm ở trận ra quân rồi. Và phía sau họ vẫn còn hai người chơi cũng rất là giỏi nữa. Tại sao lại cứ phải, ví dụ mình sai luật thì mình chịu thôi, có gì đâu. Hai người chơi sau thì cứ biết đâu sẽ sửa sai. Chứ cái đà này thứ nhất là làm gián đoạn thời gian. Đúng. Thứ hai, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả hai người chơi sau luôn. Đúng là như vậy.
Bởi vì hai người chơi sau sẽ ở trên một cái gọi là cái sự chỉ mảnh treo chuông. Yeah. Nó đứng trên bờ vực bởi vì một lỗi nữa thôi là cả ba vận động viên đều bị xử thua. Và thậm chí nha, em nên nghĩ là phải phạt Thái Lan luôn để cho họ nhớ. À, đúng không? Đúng chứ rồi. Nếu bây giờ mình bỏ qua cho họ rồi hai vận động viên sau họ cũng ý y hoặc là những cái trường hợp sau nữa thì làm sao mà mình chăm chước mình bỏ qua nữa. Tức là ngược lại, giả sử nếu Việt Nam phạm lỗi như vậy thì bên Thái Lan họ cũng như thế nào, đúng không? Đúng. Chắc chắn họ cũng sẽ bảo rằng là nên xử Việt Nam phải thua. Giống như trường hợp của Hoàng Hiệp, ngay trận đấu đầu tiên của bên phía Việt Nam mình là DH đấy, cũng đã có một pha bóng phạm lỗi trong việc pause ở trận đấu và ngay lập tức Hoàng Hiệp trả bóng lại để nói rằng anh hiểu luật, anh biết và anh chấp nhận cái luật cái lỗi sai đấy. Đấy, đơn giản đến chỉ một lần thôi nhá. Nhưng đây là hai lần. Đấy, hai lần rồi đến từ Chap. Em nghĩ cái lỗi này phải đến từ vận động viên tên Pause mới đúng. Tôi nghĩ rằng anh chàng đấy đáng ra phải là người mà hay bấm pause nhất. Đúng rồi. Vậy mà anh ta là cái người mà play mà smooth nhất luôn. Chính xác là như thế rồi. Anh nói về các cái người mà khiến cho chúng ta bất ngờ ấy. Anh xét lại tất cả các vận động viên cả Thái Lan, Việt Nam ấy, anh thấy bất ngờ nhất về màn trình diễn của ai? Nếu mà xét cả Việt Nam, cả Thái Lan luôn. Đúng. Từ hôm qua đến giờ anh thấy ấn tượng nhất và thấy có vẻ như là nó nằm ngoài cái dự đoán của mình nhất với vận động viên nào? Nằm ngoài dự đoán luôn thì có lẽ là vận động viên thứ nhất là Chấp. Ngày hôm qua em có xem Chấp thi đấu. Và một cái vận động viên nữa của Việt Nam, của Việt Nam mà cũng làm cho em ấn tượng, đó là B. B ngày hôm qua của Pro Gamer. Em cũng ấn tượng với B ở trận đấu ngày hôm qua. Rồi còn một vận động viên nữa, cái vận động viên này mới vui nè anh. Nếu mà nhớ không lầm thì đó là, à đây, đó là của Adet Esports. Đó là Khun Tàn. Chính xác, đó. Khun Tàn. Anh bắt đầu giống tôi đấy. Khun Tàn đó, thứ nhất em ấn tượng với anh chàng này vì sao? Thứ nhất là mặt rất giống với bình luận viên Hoàng Luân. Mặt rất giống bình luận viên Hoàng Luân. Nhưng mà đấy. Hoàng Luân mà lúc mà học cấp 2, cấp 3 nha. Lúc mà còn trốn ra ngoài tiệm đá chơi net á. Là thứ nhất. Thứ hai là Khun Tàn thì có một lối chơi phải nói là cực kỳ cống hiến luôn. Như vậy chúng tôi đã nhận được những thông tin. Chúng tôi đã nhận được những thông tin từ tổ trọng tài rồi. Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu này. Cái lỗi thứ nhất của Chấp thì chỉ là lỗi warning thôi. Tức là lỗi nhắc nhở. Tức là chưa phạt thẻ vàng ở lỗi đó. Tức là bị nhắc nhở thôi. Cái lỗi vừa rồi là cái lỗi mà bóng đã được tính là zone out. Chứ không phải là anh ta pause ngay cái tình huống đá phạt góc. Cho nên là bây giờ thì Chấp mới bị một lần cảnh cáo mà thôi. Tức là anh ta chỉ cần phạm thêm một lỗi nữa thì anh ta mới bị sửa thua. Đó là những quyết định cuối cùng của tổ trọng tài mà chúng tôi mới vừa nhận được. À, một quyết định rất quan trọng và chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu với tỷ số đang tạm thời là 1-0 ở những phút thứ 88. Và đến với lại trận đấu quay trở lại này thì xem rằng là kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Như đây sẽ là một cái cảnh cáo rất lớn. Như vậy là tổng tất cả lỗi vừa rồi chỉ có là một lỗi thôi. Đúng, chính xác là như vậy. Lỗi. Nhưng từ giờ về sau những cái lỗi đó sẽ không được phép phạm phải nữa. Bị cái này nó ác, cái là cái này nó không có VAR luôn. À đúng. Nó không có VAR để nó chiếu lại cho mình xem coi là cái anh ta pause ở cái thời điểm nào. Đó. Cái quan trọng nhất là bóng chưa ra sân và pause đó. Đấy là những tình huống quan trọng nhất. Hồi nãy nói tiếp về Khun Tàn đi. Đó là một phiên bản của vận động viên Hoàng Luân cấp 2. Thì Khun Tàn thì ngày hôm qua đến nay thì anh ta đã chơi hai cái trận đấu phải nói là cực kỳ mãn nhãn và cống hiến luôn. Anh ta đã ghi được tổng cộng 8 bàn thắng. Nhiều nhất luôn. Nhiều nhất giải đấu. Ở trước khi trận đấu diễn ra ấy, trước khi cái giải đấu này diễn ra ấy, thì có những vận động viên của bên Việt Nam mình cũng đã có nó rất là hài hước và rằng cái khuôn mặt của Khun Tàn nhìn là giống Hoàng Luân này và cái lối đá chắc là hài hước lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng không hề hài hước tí nào cả. Anh rất nghiêm túc và có một cái lối chơi tấn công phải nói là hủy diệt. Đó là cái người mà tôi ấn tượng nhất cho cái màn trình diễn của mình từ đầu giải đến bây giờ đấy. Và rõ ràng là cái Adet Esports ở tại giải đấu trong nước của họ ấy, cái kết quả không hề cao. Đó, không phải là một đội bóng vô địch, cũng chả phải là đội mà đứng hạng nhì. Đấy, đã là như vậy nhưng họ lại đang có được cái gọi là một cái màn thể hiện có lẽ là thuyết phục nhất. Và đội của Khun Tàn cũng là đội có tuổi đời trẻ nhất ở ECC mùa thu năm nay, khi mà Khun Tàn đã là người lớn tuổi nhất rồi, sinh năm 97. Private và OBS là đều sinh năm 2K2. Mặc dù là bên phía của FaZe Clan là có 2K3 thật, nhưng hai chàng kia là 1997, 1998, chưa thể so sánh. Bên kia là tổng tuổi đời trẻ trung nhất, đúng không? Tuổi đời trung bình trẻ nhất của giải. Còn trong khi đó bên Thái Lan họ mới đang phổ biến lại dành cho vận động viên của bên họ. Và có lẽ trận đấu sẽ tiếp tục thôi. Đã chờ thêm một chút nữa. Cũng
một bài học rất là đáng một bài học đấy. Cho chấp chấp và cũng là một cái sự tiếc nuối dành cho Gogi Gogi. Thời gian cũng của trận đấu này cũng không còn nhiều, chúng ta chỉ còn vài phút ngắn ngủi bù giờ nữa thôi. Và qua hình ảnh này có vẻ như Nguyễn Ngọc Vũ cũng chưa hài lòng lắm với quyết định này. Tôi nghĩ rằng là thực ra thì đây là cái quyết định cuối cùng đến từ trọng tài tổng rồi. Cả ba nước cũng đã họp lại với nhau. Đây đây đây, trọng tài đây là trông có vẻ giống như ông Hàn Quốc người đến từ đấy. Daeson. Không, em nghĩ là Thái Lan, tại vì ông nói rất là rành. À, tức là ông nói không có cần phiên dịch. Và bên này vẫn lắc đầu lia lịa thì em nghĩ là ông này là người Thái Lan. Và em nghĩ là ổng cũng đang phổ biến lại những cái gì mà em vừa nói với khán giả. Chính xác đấy. Tức là cái lần pause đầu tiên đúng là lỗi của Chấp Chấp, là lần đó là bị warning, là xem như là một thẻ vàng. Còn cái tình huống vừa rồi theo như giải thích thì anh ta bấm pause trước khi mà Gogi Gogi thực hiện qua phạt góc. Đó là một tình huống tính là zone out, tức là bóng ra ngoài biên. Ồ đúng rồi, chính xác là như vậy. Đúng là phải có những trận đấu như thế này thì đôi khi cả các khán giả lẫn cả những vận động viên khác còn lại trong giải đấu này cũng phải rút kinh nghiệm ra, phải nhớ như vậy. Hình như ngữ pháp Thái Lan nó hơi dài hay sao á Luật? Em giải thích có 3 câu chứ mấy. Đúng, bên kia Thái Lan. À bên kia ông kia ông nói mỗi mồm nãy giờ mà bên đây vẫn chưa thông hay sao á. Khuôn mặt vẫn đang khá là không có phải ngáy ngủ. Chờ hơi lâu. Có một cái điều mà em xem chấp chấp từ em làm từ AACC trước và cho đến giải này luôn là anh này không bao giờ cười. Dù đá có thắng có thua gì mặt cũng không cảm xúc Hồ Quang Hiếu vậy đó. Đúng rồi, là như vậy. Các tuổi trẻ, còn cái chiếu mới quá, chưa trải được. Sau lần này lại bắt đầu trải chiếu ra nè. Như vậy là hai vận động viên chơi sau, tức là họ chỉ còn tối đa là hai lỗi nữa thôi đúng không? Đúng, hai lỗi nữa. Tình huống mà thủ môn ôm bóng hoặc là tình huống mà nếu được nói về cái hiểu rõ nhất cái tình huống mà phạt góc ấy thì đó là cái lúc mà đối phương bấm cầu thủ chạy nhưng chưa đến cái tình huống bóng mà chạm để mà chuyền ấy, tức là cầu cái game đã chạy rồi nhưng mà bên kia lại bấm pause ngay lúc đấy là bị phạt lỗi. Còn nếu mà lúc mà đối thủ chúng ta, tức là vận động viên chúng ta, cầu thủ trong chân sân ấy vẫn đang đứng im và chưa có gì cả thì bấm pause là được. Tôi nghĩ là như vậy, theo cái hiểu rõ nhất chuẩn theo cái luật là như thế, chứ không phải là cứ toàn bộ là cứ phạt góc bấm pause là bị lỗi. Ồ, em mới vừa đọc tên thật của chấp nè. Phạt-ta-na-sạc. Có chữ phạt trong đó. Phạt. Mới vừa vô tên là thấy chữ phạt nè. Phạt-ta-na-sạc. Varanan. Nghe thấy có vẻ như cũng khá là cái gọi là gì nhỉ? Tâm linh. Tâm linh. Tâm linh không đủ được đâu. Tâm linh. Phạt, nghe thấy phạt rồi. Tidikin thì một vận động viên cũng phải nói rằng là vô cùng kinh nghiệm, mặc dù sinh năm 98. Từ rất nhiều giải đấu cũ, từ những năm 2015-2016 từ gọi là C rồi thì đến EACC cũng đã tham gia rất nhiều và đang là đội trưởng. Anh chàng này thì trên livestream đá cũng kinh lắm này. Anh chàng này tôi xem nhiều livestream trên Facebook khi anh chàng này đá và xếp hạng, leo rank bên đấy, phải nói rất là kinh. Còn Michael Zero4 thì anh chàng này thì vẫn ấn tượng mãi cái mái tóc. Mái tóc gọi là cũng chẳng biết phải cắt moi không, nhưng mà thấy mái chùm tôi giống cái mái tóc của gọi là bắt úp thì đúng hơn. Đó, ấn tượng rất lâu anh chàng này như vậy. Cười rất gầy, cao. Soravit. Còn ngày xưa thì bên Thái Lan còn có những vận động viên rất nổi tiếng như kiểu là Pijalek cùng với lại đó là anh chàng gì nhỉ, Nuttakon, rất nhiều nữa. Nhưng có lẽ là trận đấu được tiếp tục thì phải. Đã chuẩn bị lại quay lại trận đấu nào. Vâng, chúng ta đến với quả phạt góc của Gogi Gogi. Quyết định đã cũng được ra rồi. Không được. Vậy 3 phút bù giờ cuối cùng. Và phá lên luôn. Có lẽ là anh chàng Chấp Chấp cũng muốn kết thúc nhanh trận đấu. Phá lên để cho đối phương không còn cầu để tấn công nữa. Junior Furpo. Đây mà. Hết giờ hết rồi. Và như vậy sau một cái trận đấu rất dài và đầy tranh cãi. Đầy tranh cãi thật. Và cuối cùng thì chiến thắng. Một chiến thắng tôi nghĩ rằng cũng không phải là quá đơn giản dành cho Chấp Chấp. Một cái bài học rất lớn, luật lệ và phải hiểu luật. Còn Ngọc Vũ, tiếc nuối, có lẽ là cũng không nên gọi là quá đáng tiếc cái gì cả. Anh đã thể hiện rất nhiều rồi nhưng không đủ may mắn. Không biết anh Luận với lại khán giả có kịp nhìn hay không, chứ khi mà vừa kết thúc trận đấu này thì em có quan sát rất kỹ Chấp Chấp luôn. Anh ta bỏ tay cầm xuống với một thái độ cực kỳ ăn năn.
Tức là anh có một cái hành động tỏ cái sự ăn năn và rất là cắn rứt sau cái trận đấu vừa rồi. Đúng. Tuy nhiên cuối cùng thì trận cũng đã được quyết định và chiến thắng cuối cùng thuộc về Chấp Chấp. Và chúng ta hãy cùng nhìn đến với lại những bàn highlight trong trận đấu này. Một pha bóng của Antoine Griezmann. Đó là pha bóng mà thể hiện sự bình tĩnh rất lớn đến từ Chấp Chấp. Còn đây là Nani, tình huống cuối cùng. Và bàn thắng là Emre Can mà thôi. Trận thắng đầu tiên thuộc về Chấp Chấp. Và chúng ta ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái gọi là phép màu, đó là bình luận viên thứ hai đến với chúng ta. Có lẽ là tôi mới bình luận có 3 trận đấu trước của Pro Gamer thì họ chưa thắng từ trận nào, và hy vọng là bây giờ sang đến trận đấu tiếp theo này chúng ta sẽ có được một chiến thắng của đại diện Việt Nam trong buổi ngày hôm nay. Đúng là như vậy, biết đâu là đổi thêm huấn luyện viên mới vào lại mang đến sự gọi là khác biệt về tâm linh chẳng hạn. Biết đâu anh có một cái vía tốt dành cho bên phía của King Chicken. À, nói về King Chicken thì anh có thích ăn thịt gà không nhỉ? món sở trường. À thế thì được rồi, thì cũng chúng ta cũng là những người thích ăn thịt gà. Nhưng mà thịt gà không phải là thịt của chúng ta, mà là những con gà này sẽ là gà đi bộ để có thể đá với bên phía Thái Lan. Người thứ hai có lẽ đó là anh chàng sniper Lâm Anh Tú. Là một cái lựa chọn có thể nói là tương đối đáng kỳ vọng đến từ King Chicken. Ra thì rõ ràng là trải qua rất nhiều trận đấu từ hôm qua đến giờ thì mới thấy là người Thái có thật là rất là đáng sợ. Họ đủ bài vở, cái đầu lạnh, dứt điểm tốt. Và như các anh cũng đã phân tích từ nãy đến giờ, họ có quá nhiều điểm mạnh, trải qua 4 đội từ ông số 1 đến ông số 4 và vẫn thấy ông nào cũng ghê. Nói thẳng ra là chúng ta chưa nhìn thấy một cái điểm yếu gì quá rõ ràng đến từ Thái Lan để chúng ta khai thác. Ở ngày đầu tiên chúng ta thấy rằng bên Thái Lan họ sẽ khá yếu trong cái mặt là phòng thủ những pha tấn công cánh. Nhưng trận đấu này thì họ đã làm hoàn toàn bộ ngược lại hết. Họ chứng tỏ rằng là tấn công cánh với họ gần như không có được điểm để mà tận dụng được. Ngoại trừ anh Bè thôi, anh Bè tạt thì... Đúng là như vậy. Vâng, đây là đội hình. Didikin, đội trưởng của bên phía Base Clan đối mặt với đội trưởng của bên chúng ta là Sniper. 4-1-2-1-2 với bộ đôi là Griezmann và Crespo ở phía trên. Đáng chú ý là Son Heung-min không chạy cánh, đẩy vào vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công ở giữa. Trong khi đó đội hình của Sniper thì sao? Thì Ibrahimovic, vâng, hy vọng là thôi thì trong game chúng ta chưa biết, nhưng mà ở ngoài đời thì đang bay lắm. Đúng là như vậy. Lại hôm vừa rồi lại là một quả karate-do hay là taekwondo gì đấy. Gà bàn đèn. Và bây giờ thì hy vọng là vào game cũng vậy. Có lẽ là chắc chắn là cái sự kỳ vọng lớn nhất trong cái đội hình của Sniper đến trên về bên hàng phòng ngự ở bên kia đều là thú dữ cả. Hãy cùng nhìn xem Ibra hay kể cả là ở bên tuyến giữa gồm có De Bruyne và Socrates sẽ làm nên chuyện. Nói về Tidek, Tidikin, một người phải nói rằng là cũng all round, toàn diện lắm. Chả có cái bất kỳ một cái điểm yếu nào cả. Anh chàng này đấu với cả bên Thái Lan hay Singapore và cả Việt Nam, anh ấy đã gọi là bón hành giờ gần như hết rồi. Có lẽ cũng chỉ thua là thua một vài anh chàng Thái Lan của chính họ thôi. Tôi đã từng xem rất nhiều giải đấu ECC là như vậy. Và bây giờ thì liệu rằng là Lâm Anh Tú, người thi đấu ngày hôm qua không quá thành công và đổi sơ đồ rồi. Lâm Anh Tú tôi nhớ không nhầm hôm qua dùng sơ đồ là 4-1-2-1-2. Ngày hôm nay sẽ đá ở cánh luôn là 4-1-2-3. Ngược lại bên kia sẽ là đá 4-1-2-1-2. Thực ra thì sơ đồ sở trường của Tidik, Tidikin này đó là 4-2-2-2 với những sự cơ động hành lang cánh. Và đó là lối chơi mà khi leo rank. Nhưng đến với giải đấu này tự nhiên anh đổi hoàn toàn sang sơ đồ đá ở trung độ. Bầu tí chắc chắn là biết là các đối thủ Việt Nam rất là quyết tâm. Đúng. Và nghiên cứu. Bây giờ lại một vài cái sự thay đổi cái. Hy vọng rằng là bây giờ nếu mà 4-1-2-1-2 tức là khó để phòng thủ cánh hơn, thì mong rằng là ta sẽ phát huy được sở trường. Sở trường của chúng ta, những pha tấn công cánh và với một cái cánh chim bay rất là khủng, đó là Ibra bên trong. Trận đấu vừa rồi thì Ibra đã không có được cái cơ hội để có thể tung ra những pha dứt điểm đến từ anh chàng Gogi vì khả năng phòng thủ của Chấp Chấp là quá tốt. Nhưng bây giờ Tidek thì sao? Một người có cái sở trường tấn công nhiều hơn, liệu rằng sẽ tạo ra những khoảng trống hay không? À, chắc chắn là khi bước vào cái game đấu này thì một việc rất cần làm của cả hai team là đọc lại một lần nữa thật kỹ luật. Luật đúng, phải là luật. Đợi cũng lâu lắm. Sẽ mất thời gian với những phả luật thế này. Những sự chuẩn bị kỹ càng đến từ cả hai vận động viên. Và đây chính là cái cúp. Nhìn thấy ánh vàng kìa. Đó là một cái niềm mơ ước của bất kỳ vận động viên nào đã từng thi đấu cho thể thao điện tử. Chúng ta phải được cúp. Đó là cái niềm mơ ước cơ mà. Và đây là chiếc cúp ở Việt Nam.
ta đang thi đấu online mà hy vọng là cái cúp này được ở lại đây. Cái điều đấy phải tôi nghĩ là ai Việt phải nâng chứ, đúng không? Phải là người Việt nâng cao lên. Chúng ta sẽ trực tiếp được chứng kiến điều đó chứ không phải lại qua truyền hình và Thái Lan lại thả mũ trước người Thái. Bây giờ là đội hình xuất phát của Tidikin. Pavlenka, thủ môn người Séc vẫn đang rất tốt, gọi là truyền nhân của Piček. Này là cạnh tranh với anh gì gốc Việt của ta đấy nhỉ? Đó là Nguyễn. Philip Nguyễn. Philip Nguyễn đúng rồi. 4-1-2-1-2. Có Rooney đá vị trí tiền vệ trung tâm kìa. Rooney, Gullit, hai con quái vật đấm nhau khỏe, đóng xa giỏi, thể lực dày. Và đối mặt bên kia chúng ta sẽ là sơ đồ mà đá cánh. Wacky Chicken với Donnarumma, môn trẻ tuổi và cũng đang rất là sáng giá. Đó là Laporte và trung vệ là Laporte và Boateng. Tất nhiên rồi, niềm kỳ vọng sẽ nằm ở trên hàng tấn công. Hai cánh sẽ là Neymar và Nani. Người chơi cao nhất là Zlatan. Ta đang chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo và hy vọng rằng đây sẽ là chiến thắng đầu tiên. Điều này tôi cũng đã nói 3 lần nhưng mà vẫn phải nói thôi, chúng ta phải có niềm tin ạ. Đúng, đã là cặp trận thứ 3 trong ngày hôm nay rồi và chúng ta vẫn chưa có được trận thắng. 4 trận hòa đúng không? Và đâu hình như là 3 trận hòa chứ nhỉ? 4 trận cả cánh Be đã là 1. À Be đã là 4 rồi. Ok. Và chúng ta đến với lại diễn biến của trận đấu. Tổ trọng tài chuẩn bị ra lệnh cho ra tín hiệu để có thể bắt đầu. Và bên phía của sniper là người giao bóng, Ibra đứng ở chấm. Đồng Gresca đang là cầu thủ có bóng. Pipo nhẹ nhàng sân nhà đẩy lên phía trên, mở cánh nhiều hơn. Đối phương 4-1-2-1-2 ở trung lộ sẽ khá chật. Bắt người rồi. Gắng Cachula nhiều để kéo giãn hàng thủ đối phương thôi. Cách nào khác. Nhưng mà bắt đầu trận đấu thì có thể thấy là sniper cũng là tương đối chậm rãi. Tạo lại hơi lag thế này. Không sao không sao. Tín hiệu lệch một tí. Điện xước điện xước. Ibra lùi sâu quá. Đói bóng. Nani vẫn còn Nani. Tiếp tục là Dumfries. Chưa thể có tạt phạt tạt bóng. Có vẻ như cái hướng mà đập nhiều rồi ra biên, có lẽ là đối phương cũng đã đọc được bài. Ta cũng đang chưa thể nào tự tin để làm được điều đó. Neymar ngay lập tức là bắt hết cửa. Ripo. Dẫu sao thì có thể thấy là ít nhất là sniper không quá vội. Đúng là như thế. Bây giờ mà mất bóng ăn quả phản công thì rất là mệt. Đối phương khi phản công với tuyến giữa của họ bần bật rất nhanh ở phía trên đấy. Ở phía trên cắm là hai ông cơ mà. Cảm thấy các ông Thái này rất là thích chơi phản công, đều làm rất tốt. Không được. Thiếu chút nữa là có khoảng trống rồi. Pha bóng muốn đột phá. Một cái sự đột biến đến nhưng mà không thành công. Wayne Rooney. Những đợt tấn công đầu tiên của các đội tuyển Thái Lan, ít nhất là trong những trận đấu tôi làm là đều thành bàn thắng. Và bây giờ là Wayne Rooney, Hernan Crespo tuyệt vị rồi. Wayne Rooney đã có tình huống di chuyển hơi sớm. Đúng là như vậy. Rõ ràng với việc xếp hai vị trí có khả năng tấn công cực khủng là Wayne Rooney cùng với Ruud Gullit ở tuyến giữa là tận dụng những tình huống mà họ dâng cao lên, đột nhập vòng cấm, tạo thành những vị trí tiền đạo ảo khác. Gresca, Ibra lại lùi sâu. Khó, Ibra lùi sâu không biết tạt cho ai. Đang cố gắng đập giữa nhiều nhưng mà giữa họ đá quá lực. Đứng giữa bố trí như thế này thì quá lực để mà có thể làm gì được. Nani. Đây rồi. Không việt vị. Không tạt được, khó quá. Tạt sớm. Không được. Rồi sang căng ngang. Dumfries là một vị trí hậu vệ cánh cực khỏe trong vấn đề phòng thủ. Nhưng khả năng tấn công với những pha tạt của Dumfries là tệ. Người to, cồng kềnh, không quá khéo. Gán để chơi an toàn. Khoán cho ông Nani tấn công thôi. Ulit. Griezmann. Cánh thoáng cho họ, rất nguy hiểm. Nhưng Son Heung-min đã không có đủ tốc độ. Có vẻ Son chưa sẵn sàng trong tình huống tấn công này. Kèo này cho tới lúc này là tương đối cân chứ chưa ông nào dám bung cả. Chính xác là như vậy. Rất nguy hiểm, cẩn thận nào. Ông Dumfries chuyền bóng cái là mất. Và bây giờ thì phải là pha tấn công đến từ phía đội áo xanh. Griezmann. Ulit tốc độ bất ngờ được đẩy cao lên. Puri
Không được. Pippo thì ngược lại. Pippo bên cánh này là một Pippo khá khéo. Phương đang quyết định tấn công trung lộ, khoảng trống xuất hiện bất ngờ với Anthony Davy. Antoine Griezmann bắt ngay cái kèo thì nhàn. Hernan Crespo rất không tốt. Chính là Frippo mà anh Luận vừa đề cập. Tạm thoát qua tình huống tấn công nguy hiểm. Chúng ta có thể phản công hay không nhỉ? Đối phương vẫn còn quá đông các báo cáo xanh ở tại sân nhà. Đập Rai. Hậu vệ được toi coi là quốc dân người Hà Lan bên cánh phải. Đường thấp. Kẻ cộng cao. Bắt người quá kỹ. Khó nhỉ. Quay hết đường lên rồi. Hiệp đấu này, trận đấu này có lẽ là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng ít bàn thắng. Chắc chắn thế. Ngày hôm qua thì bên phía vận động viên của Clan đó, à xin lỗi các bạn, là Tidikin đó thì đã có một chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Còn chúng ta thì thua chỉ một trái thôi. Dumfries này. Dumfries tấn công hơi tù này. Tí rồi. Tí là phải dí ra biên. Hơi cồng cành. Ngay lập tức là vẫn còn Nani đấy. Vẫn Nani. Còn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, không truyền kìa. Và như vậy là tình huống tấn công cuối cùng không thành. Một hiệp cả đấu. Hai bên có lẽ cũng hơi nhạt, không có được một pha dứt điểm nào quá đáng chú ý cả. Hơi chắc cú một tí với cả hai, không dám bung ra lắm. Và phòng ngự của lúc này là tương đối cẩn thận. Thậm chí như còn không có một pha highlight nào cả. Để xem lại. Cả hai bên thi đấu quá chắc. Và chúng ta hãy cùng đến với diễn biến hiệp thi đấu thứ hai khi mà Tidikin là người giao bóng trước. Sự tính toán, cân não đối đầu với nhau, tôi nghĩ là trận đấu này một trận đấu mà xem ai là người mà kiên trì hơn. Đúng. Mắc sai lầm trước thôi. Đúng là như vậy. Ăn tình huống hoặc là hay quá hoặc là mắc, tự mắc sai lầm. Đúng là như vậy. Ông kia lờ ngờ vỡ huân chương. Anthony Davies. Con lùi sâu. Con đá CAM tiền vệ tấn công ở trung tâm nhưng mà lại lùi đang xuống CDM luôn. Anthony Davies. Lại đang nói. Coi như là Davies đang là một hậu vệ trái thuộc dạng trẻ và xuất sắc nhất thế giới. Con. Rất tốt. Bắt bài. Đây mà. Chưa kịp xoay thì đã có một cái bóng áo xanh xuất hiện. Và sau đó hai người luôn. Tự khó đấy. Mặc dù 4-1-2-1-2 nhưng mà cái khả năng điều người, điều phối người ra để bắt cánh đến từ Tidikin là quá tốt. Ibra thực sự đói bóng. Không thể không lùi về cơ. De Bruyne. Thử một lần mạo hiểm tấn công giữa được không nhỉ? Ban bật từ giữa không nên không? Họ vẫn chưa có một đường truyền nào có đủ sức nặng cả, sức sát thương cả. Bóng cứ luẩn quẩn từ giữa ra biên, sau đó bị hai người quay và lập tức phải chuyển an toàn. Có lẽ rất sợ mất bóng phản công. chính xác là như vậy. Thực ra thì trận đấu này nếu mà họ gỡ lại được một điểm cũng là một điều không quá tệ. Nên nhớ rằng trận đấu ngày hôm qua thì FaZe Clan toàn thắng cả ba. Rất nguy hiểm. Đây rồi, cơ hội. Neymar. Không được. Một pha ngả bàn đèn nhưng không thành khi mà thủ môn bên kia Pavlenka bật nhanh, rất nhanh. Cú đá đầu tiên của trận đấu. Và đó là cơ hội của chúng ta. Hy vọng là từ những tình huống này sẽ làm cho trận đấu phải cởi mở hơn. Bản lề đây rồi, Verbo. Đánh đầu, ui, không đến được ai cả. Không đến được ai cả. Thế rồi, phản công này, nguy hiểm. Họ có đủ người. Crespo. Ramfrey không thể nào đánh được. Pulis. Phương lại quay trở về. Chúng ta đã đủ, chúng ta đã đủ. Họ phải tính toán lại ngay. Chuyển chắc ngay. Manuel Petit. Pulis. Không có người để phối hợp. Davies cũng quay cánh nhiều. Nguy hiểm. Khoảng trống rất rộng. Ton. Griezmann. Ở tuyến giữa nguy hiểm rồi. Dứt điểm. Không vào. Quá ngang cứu thua rồi. Ở trận đấu đầu tiên ngày hôm nay thì xà ngang cứu thua cho Thái Lan. Nhưng bây giờ thì xà ngang đang cứu cho Việt Nam rồi. Sergio Ramos. Bây giờ đã là sức ép đến từ phía bóng áo xanh. Antoine Griezmann. Willis. Hãy thực sự tập trung. Tôi đang thấy như có vẻ là bên Thái Lan tìm ra bài rồi. Họ đã chờ đến 70 phút. Tìm ra được khoảng trống và sút xa. Ôi, sút xa này nó là cầu may rồi. Đấy, sút bừa. Thì uống sút bừa đá bồi. Ui, không hề có một tí chính xác nào cả. Phan Vỉa má ngoài. Có sẽ thay đổi người không nhỉ? Phút thứ 78 rồi. Hình như cả hai bên không cần thay. Hay lại sợ bounce. Sợ bounce. Bây giờ lúc mà cả các vận động viên bên nào cũng sợ bounce. Lò nơm nớp, không biết lúc nào là bounce lỗi đây. Khổ.
Nhưng nói rằng đến Paul thì như có vẻ như là cái lỗi của trước đó anh chàng Jab Jab ảnh hưởng không nhỏ đến anh chàng này. Didikin ngày hôm nay cũng không có gì nó quá bùng nổ được. Neymar, ta cần bung sức, mạo hiểm một chút thử xem thế nào. Đây rồi, Ramos đang kèm theo, rất sát. Không có ai lên hỗ trợ. Cẩn thận ra biên. Purple. Tôi nghĩ rằng là sniper của chúng ta có lẽ là đang chờ một tình huống cuối. Phút thứ 90 cộng chẳng hạn, tung nốt phát cuối. Được thì ok, còn không được thì cũng là hết giờ luôn. Cũng có thể là sniper tính chắc cú, bởi vì ngày hôm qua anh là vận động viên duy nhất của Walking Chicken không có điểm. À, cũng đúng đấy, cũng đúng đấy. Thanh Hòa và Gogi Gogi đều đã có ít nhất là một trận hòa, và một người thì có một trận thắng. Chính xác là như vậy rồi, đang cố gắng cầm thật chặt bóng. Và Tidikin cũng đang khá lo sợ. Trong cách chơi này tôi nghĩ là anh em đồng đội đã dặn rồi. Ngày hôm nay vào đây chỉ một là đủ. Đây rồi, giờ phút quan trọng nhất đây rồi. Cả hai bên sẽ đẩy nhanh tốc độ. Pressing mạnh đến từ Tidikin. Cơ hội bên cánh phải này dành cho Nani. Bên trong không có ai cả, nhưng có thể tung ra có bàn tạt bóng hay không. Phạt góc dành cho bên phía Việt Nam. Còn hy vọng. Chắc chắn là như vậy rồi. Cái gật đầu đây rồi. Có vẻ là chắc mầm có bài ở đây rồi. Thử mạo hiểm dâng tất cả lên được không nhỉ? Tầm này chắc là không. Trong tình huống là hết áp thôi. Áp lực lớn. Tuổi người đá phạt và áp lực lớn lên. Các cầu thủ áo trắng đã đông hơn rất nhiều. Quá căng. Ta đã đúng là chỉ chờ đợi cái tình huống cuối cùng này để ăn mừng chiến thắng thì còn gì bằng hơn. Nani. Nani. Ôi, tạt còng thế à, trời ơi, còng quá đôi khi không cần còng như vậy. Rất đáng tiếc để phí ra một tình huống tấn công cuối cùng. Không sao, quan trọng nhất là sniper đã có điểm số đầu tiên của mình ở giải đấu năm nay. Một trận hòa thôi trước một đối thủ rất mạnh. Đối thủ gọi là đánh giá cao nhất tại giải đấu đó là Tidikin. Một trận hòa, thì chúng ta phải may mắn khi mà đối phương đã có một pha dứt điểm vào xà ngang. Nhưng tôi nghĩ là nhìn cái thế trận của trận đấu này thì hòa là một kết quả xứng đáng dành cho cả hai. Đúng là như thế. Quá là chắc chắn. Và không có quá nhiều những pha tấn công nào thực sự đáng chú ý. Không ai dám mạo hiểm cả, thực sự cả hai bên. Có một tình huống duy nhất là bên kia đã mạo hiểm thử đẩy cao đội hình lên và sau đó tung ra cú sút vào xà. Còn bên Việt Nam mình thì với pha tạt cánh đánh đầu này, sau đó là Neymar cả bàn đèn, thì đối phương có thủ môn bật dậy rất nhanh. Vậy là chúng ta đã có được một điểm. Còn bên phía kia là Jab Jab với trận thắng đầu tiên của mình là có được 4 rồi này. Ngày hôm nay là quá nửa trận đấu là hòa rồi. 5 trên 9 trận rồi. Biết đâu trên trận đấu cuối cùng lại có được kết quả chiến thắng thì sao? Hay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại với những pha highlight. Đây là pha sút của Gullit. Quá kinh luôn. Ui chà. Thủ môn bó tay rồi. Đời cứu rồi. Nhưng mà đó là cái xà ngang. May mắn thay lúc bật ra không trúng vào người của bên phía đối phương đấy. Đây là mà chính ra đây cũng chính là cái khoảng trống gần như là duy nhất mà sniper ngày hôm nay để lộ ra cho đối phương. Họ sàng bóng kỹ và ra giữa thì không ai kẹp. Đúng là như vậy. Ở đây là Michael Zero Four, người gọi là cao tuổi nhất trong team của họ. Nhưng mà sinh năm 97, còn rất trẻ. Michael Zero Four thì có một cái miếng bài mà tôi thấy rất nhiều, đó là những cái khả năng ban truyền ở ngay trước vòng cầm đối phương, sau đó đột ngột tung ra một pha chọc khe. Và đó là cái miếng bài mà từ những giải đấu cũ tôi thấy nhiều. Anh chàng này đôi khi không cần tấn công cánh, nhưng mà tấn công ở trung lộ khá là kinh kiệt, cái điển. Tấn công trung lộ sẽ là cái điều mà có phần hơi khắc tinh với các vận động viên của chúng ta, quen việc biên nhiều và cái việc mà sự tập trung trong suốt chiều dài trận đấu là một cái vấn đề. Cần nơi lỏng những cái tình huống sút vừa rồi tập sàng ngang là một trụ như vậy. Sàng nhiều, đá ngắn nhỏ. Lần này ông này sút nhưng mà lần sau có thể là chọc khe. Đúng là như thế. Có. Cũng phải nói thêm một điều nữa, đó là cái tạo nên cái tư duy và lối chơi mà khiến chúng ta bị tấn công giữa nhiều ấy, đó là do cái hệ thống xếp hạng Việt Nam. Rất nhiều những vận động viên hay kể cả cái quá trình leo rank xếp hạng của họ đều là tấn công cánh nhiều. Yeah. Thành ra tức là họ cứ tập trung để cánh giạt đã. Còn về ở giữa này đôi khi họ tự nhiên dần dần bị mất đi cái bản năng để có thể phòng thủ ở giữa. Họ cứ kiểu an tâm rằng cứ xếp đông người là được, nhưng không phải. Đông người nhưng phải bắt bài như thế nào và giữ cự ly đội hình ra sao. Đôi khi họ quên là như vậy. Thành ra là cái việc mà trong quá trình xếp hạng đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi. Còn bây giờ là đội hình ra quân đến từ Michael Zero Four của Thái Lan. 4-2-2-2. Bộ đôi tiền đạo vừa nhanh vừa khỏe và dứt điểm tốt, đó là Mbappe cùng với Crespo. Hai cánh là Griezmann khéo léo cùng với Son Heung-min phần thần tốc. Còn bên dưới thì vẫn là bộ đôi của Real Madrid là trung vệ là Varane cùng Ramos. Bên đó thì bên phía của Thanh Hòa vẫn là một Thành bộ Hòa. Thanh Hòa xin lỗi các bạn, là ở phần tấn công thì vẫn là những gần như là những cái tên cũ, nhưng ở giữa sân đã có sự xuất hiện của Patrick Vieira. Có lẽ là cũng là cái phương án mà như anh Luận đã chia sẻ để ngăn cản những tình huống phối hợp trung độ của đối phương của Michael Zero Four. Chắc chắn là như thế. Vieira tăng thêm chất thép, đá cặp với lại Goretzka ở bên trên cao một chút, đó là Socrates.
một người có chiều cao nhưng không phải quá khỏe, có lẽ sẽ tăng thêm cái phần gọi là tạt cánh đánh đầu. Còn ở bên cánh đó là có con hàng De Bruyne với lại bên kia Neymar thì phải. Thành Hòa, một người trong trận đấu đầu tiên hình như là có một kết quả hòa khá đáng tiếc, hòa một đều với lại là Tefrim Wisdom Community. Và hôm nay hy vọng là đấy Thanh Hòa, nhưng mà hôm nay là từ hòa lên thắng. Đó, hôm qua hòa thôi là phải thắng, cố gắng. Và đây là những diễn biến. Cầu thủ đã bước ra sân rồi. Sân vận động công viên các hoàng tử tiếp tục là nơi chào đón các vận động viên của chúng ta. Đây lại là hình xuất phát của Michael 04 là Pavlenka. Đội trung vệ của Real Madrid, Rafael Varane, Sergio Ramos, Tayem Bamu và Davi ở hai vị trí hậu vệ biệt. Quan trọng nhất là hàng công với Mbappe và Crespo. Nói Pavlenka thì phải trận đấu vừa rồi cũng là một trận đấu rất xuất sắc của Pavlenka. Cú pha cản phá thủ dạng xuất thần, vừa đẩy bóng của tạt ra xong nằm dưới đất rồi ngay lập tức bật dậy để cản thêm cả bàn đèn của Neymar nữa. Và chúng ta hãy cùng đến với lại sơ đồ ra quân đến từ anh chàng này. Đó là Thành Hòa, Kỳ Chicken, vẫn Donnarumma. Một đội trung vệ đã đổi vị trí cho nhau. Thuận chân phải sang trái là Boateng, thuận chân trái sang phải là Laporte. À, thay đổi ngay trong những phút cuối. Socrates không đá ở vị trí tiền vệ trung tâm nữa, đẩy lên làm vị trí tiền đạo cắm và đá cặp cùng với Ibra. Không giấu giếm ý đồ là có thể sẽ tạt trận đấu này nhiều. Đạt. Hay, một bên thì tấn công trung lộ, một bên tấn công biên để xem màu nào ghi được nhiều bàn hơn. Trận vừa rồi có lẽ là hơi khô hạn bàn thắng và bây giờ hy vọng là chúng ta sẽ có một trận đấu cống hiến. Người ra bóng trước sẽ thuộc về Michael 04. Anh chàng mang tên là Sorawit. Người cũng có khá nhiều kinh nghiệm khi mà thi đấu tại Thái Lan và đã đối mặt với Việt Nam nhiều lần. Trọng tài vẫn chưa có ra hiệu để trận đấu bắt đầu. Và ok go. Trận đấu bắt đầu. Gullit. Mbappé. 4-2-2-2. Có thể cả tấn công cánh được mà cũng có thể đẩy lên trung lộ cao. Với những cái tên người Pháp như kiểu là Griezmann, Mbappé là điều chúng ta cần phải chú ý. Crespo lùi sâu. Và tốc độ của Michael 04 là nhanh hơn hẳn so với trận đấu trước của người đồng đội. Vỗ mặt luôn. Tấn công không ngại mạo hiểm. Son Heung-min. Rồi, vẫn lắc vào được. Rất tốt. Gullit. Cần phải hạn chế những khoảng trống. Tuyệt vị rồi. Đó là Crespo. Chính xác là như vậy. Một tình huống soi va chuẩn, kẻ đường ngon lành. Phải nói rằng đó là một pha bóng mà đã bẻ đi cái hướng suy nghĩ của những người mà thi đấu bình thường. Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ chuyền ra ngang, nhưng không, anh chuyền thẳng vào trong vòng cấm. Nếu như đó là một tình huống mà không việt vị thì biết đâu sẽ tạo nên sự bất ngờ. Giờ chúng ta đang đến với đợt tấn công đầu tiên đến từ Thành Hòa. Nani. Rất tốt. Không hề có lỗi kìa. Một tình huống đẩy trụ và rõ ràng là nếu theo luật là phải vào lỗi. Phải có lỗi. Nhưng không có gì cả. Davies. Rút Gullit. Lộ cánh rồi. Nguy hiểm. Davies. Để tít lên phối hợp. Đá giữa luôn kìa. Crespo từ trước, từ đầu trận đến giờ vẫn lùi rất sâu để đập chứ không phải là vì đói bóng nha. À, đúng. Thấy đúng. Là tham gia khá nhiều vào các đợt tấn công. Với đầu trận thì đói cái gì đâu. Mbappé nguy hiểm nhả lại tuyến sau này. Chọc này. Đây. Thôi chết rồi. Crespo. Không vào, vẫn còn Mbappé. Sút ngay. Rồi ôi, đen quá. Bóng vẫn bật ra đến với chân của Mbappé và 1-0 dành cho Michael. Nghĩ là từ tình huống của Crespo thì có lẽ đã là bàn thắng rồi, nhưng vẫn còn đó là sự xuất sắc của thủ môn. Mặt vẫn đang không hiểu điều gì đã xảy ra cho bên họ may thế. Và điều khiển thủ môn rất nhanh của Thành Hòa để cản đi pha sút bóng xoẹt DD của Crespo. Nhưng đen đủi khi bóng bật ra lại ngay trước mặt của Mbappé. Bây giờ thì lợi thế dẫn trước lại thuộc về đại diện Thái Lan. Đấy, đúng như tôi nói chưa? Ban bật kiểu đập ở nhà giữa, sau đó ngay lập tức có pha chọc khe xuống. Cứ sang đi sang lại là khoảng trống bất ngờ xuất hiện, chuyển cánh Cái Lan. Socrates, còn bây giờ có một quả chọc khe không? Không phải. Ibrahimovic. Rút điểm. Ây. Tình huống dứt điểm chân trái không phải chân thuận đến từ Ibra. Bóng hơi lệch. Sau đây cũng là pha lên bóng có nét đầu tiên. Và hy vọng sẽ được phát huy nhiều ở Thanh Hòa. Đó lại là một tình huống phối hợp trung lộ.
phải là một tình huống bắt quả bóng ra biên. Đấy, đôi khi phải bẻ suy nghĩ như vậy. Đối phương chắc chắn biết chúng ta sẽ tạt nhiều, đôi khi lại là để cho hai đôi tiền đạo đá cặp là phối hợp với nhau tạo ra khoảng trống. Đối phương có khoảng trống nhé, chứng tỏ là không phải là một cái trận đấu này một trận đấu mà phòng thủ quá lớn. Anh chàng này chủ công nhiều hơn so với Tidikin. Cầm bóng tốt và quan trọng này, anh chàng này có cái khả năng truyền những quả quyết định rất đáng sợ, nhìn rất nhanh, thả quả bóng đa dạng, không chỉ đơn thuần là những đường truyền mà chúng ta thường thấy. Emmanuel Petit. Không qua được Boateng rồi. Phản công nào. Hơi thiếu người. Ở cánh tạm. Ibra. Cái cánh dâng lên hơi chậm. Đây rồi. Nani. Thoáng quá. Nhưng ngay lập tức Son Heung-min về phòng thủ. 2-1 mất rồi. Nhưng còn đấy. Kupo. Nani. Được. Pha xử lý tốt. Nani. Không được. Rút Gullit đã ngay lập tức chám vào vị trí đấy. Không đủ. Rằng là vẫn hơi có một chút gì đó bí ở trong cách triển khai bóng. Rồi thì cũng phải xử lý động tác giả hơi nhiều. Mbappe vẫn còn Nani đuổi theo được không? Nani vừa tấn công xong là phải về phòng thủ ngay. Phải là lối chơi tấn công tổng lực chứ. Petit. Lại đập nhanh. Chọc này. Rất thoáng là Griezmann. Son Heung-min sút xa. Nhẹ rồi. Rất may là thiếu lực. Nhìn phong cách chơi của ông Michael 04 này là truyền nhiều ra chiến thuật. Đúng là như vậy. Bật càng nhanh càng tốt ở tuyến giữa, sau đó là tạo ra ngay khoảng trống. Kevin De Bruyne. Trời, dính chân nhau kìa. Hai pha, một pha dẫm chân nhau của hai cầu thủ. Trông hơi chán. Ibra đáng ra phải đi vào giữa, ông cứ đi ra cánh không làm gì. Phối hợp. Không chuyển qua được. Vào thì không qua được. Rút Gullit. Pha tấn công cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên này. Giữ 1-0 cho an toàn nào. Bây giờ là Mbappe. Mbappe rất nhanh và thăng bằng tốt. Mbappe, Crespo. Dứt điểm ngay. Ở góc này thì khó. Ở góc này thì khó rồi. Nếu như đó là cú đá của Mbappe từ đầu thì có lẽ mọi chuyện sẽ sáng được hơn. Và như vậy là 1-0 tạm thời nghiêng bên phía của Michael Zidofor. Chúng ta vẫn đang rất bí để có thể tìm đường vào khung thành bên phía của anh chàng này. Và thêm nữa chúng ta đang phải đối mặt với một cái sức ép tấn công rất lớn. Nó trái ngược rất nhiều với lại Tidikin. Anh chàng Tidikin thì rất là kiểu cầu toàn và chậm. Nhưng anh chàng này đánh nhanh, tốc độ và tạo ra nhiều cơ hội. Hiệp 2 bắt đầu và bên tay trái là phần giao bóng đến từ Thành Hòa của Việt Nam. Hy vọng là Thành Hòa sẽ có nhiều phương án chơi mạo hiểm hơn. De Bruyne. Socrates. Đập đây rồi Ibra, Vieira không thể. Ít vẫn về rất kịp thời để hỗ trợ. Vài tình huống rồi. Quốc dân khác. Son Heung-min. Rất tốt. Mất bóng. Delay được đối phương. Hợp lý. Nani đang ở biên. Làm gì? Ui. Đạt bóng này thì hơi khó. Không có tình huống nhảy lên đến từ Ibra. Và cắt bóng tốt đến từ Goretzka. Sai lầm đã xảy ra nhiều hơn đến từ anh chàng Michael Zidofor. Nhưng chúng ta phải tận dụng được cơ. Đây rồi. Cơ hội. Đó là một siêu phẩm một lần nữa đến từ Socrates. Đó là những gì mà chúng ta muốn thấy và cái cảm xúc này của Thành Hòa. Tuyệt vời. Được dồn nén rất nhiều, áp lực rất tốt ở khu vực giữa sân khiến cho đối phương mắc không chỉ một mà vài sai lầm ở trong những phút đầu hiệp 2. Và chỉ thế là đủ. Có vẻ một như đều. Cán cân đang hơi xoay chiều khi chúng ta là người chủ động hơn trong hiệp thi đấu thứ hai. Và tấn công nhiều hơn khiến cho đối phương đã phạm sai lầm. Có vẻ như cái màn trình diễn ở trong hiệp đấu đầu tiên của Thành Hòa phần nào khiến cho Michael 04 hơi chủ quan. Chính xác là như vậy. Bây giờ là chúng ta hãy cùng nhìn đến Michael Zidofor sẽ phản ứng như thế nào sau bàn thua. Tất nhiên rất là nguy hiểm rồi. Ta cũng không thể nào chủ quan được. Crespo. Đây rồi. Lại là một pha can thiệp tốt. Không được. Thiếu tốc độ quá. Ở giữa thoáng. Tốc độ tà tà như thế này chúng ta đỡ lo. Thực ra nếu mà ông chỉ cần đẩy nhanh bất ngờ thôi với ông Michael 04 này luôn rất đáng. Đấy. Sợ và vừa rồi. Đúng tính bức bài chưa? Cái miếng bài tôi xem rất nhiều rồi, cứ kiểu giữ ở giữa nhá, xong đâu nhìn ra một cái khe nhanh và chọc xuống và tạo ra rất nhiều những tình huống thoát tim. Lần này thì may mắn đó là cái pha đuổi tốc của Mbappe không kịp. Ibra bị đánh. Lại không có lỗi. Sao vậy nhỉ? Rất là lạ nhỉ. Hai lần rồi. Pha đẩy người rõ ràng. Crespo tạt thì hơi phí. Chuyền xuống nguy hiểm. Son Heung-min đối mặt thủ môn rồi.
chuyển ra Mbappe. Không phải là tông vào. Không phải mà vừa rồi là cột dọc thay vì xà ngang, nhưng không quan trọng. Quan trọng là tránh khỏi bàn thua. Bàn thua trông thấy. Vừa rồi Crespo toang lắm rồi đấy. Bị quay. Thế mà chuyển được. Thoát đi được thì đúng là. Đây này, Nani đây này. Vẫn là một pha bóng xuất phát từ Nani, anh nhớ không? Tiếp tục đi. Phải nhanh và gọn lẹ hơn. Tạt cong quá rồi. Bên trong quá. Bên trong không phải, bên trong không phải là Ibra. Hơi đáng tiếc. Đường tạt bóng này làm cho tôi rất là nhớ đến Be, vận động viên của Programmer. Tạt ngược chân và sau đó là bóng cong vào bên trong. Tình huống tạt như vậy hậu vệ rất khó để kèm. Nhưng quan trọng là cái độ chuẩn của cú tạt đấy cùng với lại người đứng trong là có khả năng như thế nào. Thanh Hoa tạm dừng trận đấu để thay người. Thay ai bây giờ nhỉ? Có khả năng sẽ là Socrates. Mặc dù là cầu thủ ghi bàn nhưng không đóng góp quá nhiều trong những mặt. Việc đẩy lên, việc đẩy lên vị trí tiền đạo khiến cho Socrates không thể phát huy được nhiều. Bây giờ thì ở ngoài chắc là hiếm hoi khi mà Socrates đã tách ra khỏi sự kèm cặp của hậu vệ với tung ra cú sút xa như vậy. Và trận đấu tiếp tục rồi. Ai đây? Ta cùng chờ xem. Ronaldo vào rồi. Đây rồi, Socrates vẫn còn nguyên. Ibra mới đuổi này. Là Ibra. Ibra sau khi mà không câu được lỗi của đối phương cái là bị rút ra. Rất ảo diệu. Và tấn công đối phương nguy hiểm. Đổi cánh dành cho Babu. Nhịp chơi của Michael 04 sang hiệp 2 không còn được nhanh như hiệp 1 nữa. Và điều đó khiến cho tính bất ngờ của anh ấy bị giảm đi khá nhiều. Đá này rất là rình rập này. Rình rập đây này. Vieira theo phải sát. Mbappe thoát đi. Nguy hiểm. Không có ai ở bên trong. Rồi. Ê, vội quá. Bên trên chúng ta không mạnh đánh đầu. À, vẫn còn này. Boateng. Boateng lên cao quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chia lại đã. Rồi, ok. Ronaldo mới vào sân tha hồ thể lực. Nhưng đôi này Ronaldo một TT nên là không phải một Ronaldo quá xuất sắc. Vẫn Ronaldo. Thì cái bắt bài là khá kỹ này. Đây là những phút cuối rồi. Lại giống như sniper. Tức là sẽ lại cố gắng dồn đến pha tình huống cuối cùng để tránh mạo hiểm. Ít nhất là vẫn đang có tỷ số hòa mà. Chính xác. Bây giờ đang thua thì không nói. Nhưng đây đang hòa. Quan trọng là với một đội tuyển là đương kim vô địch Thái Lan ngày hôm qua toàn thắng. Và hôm nay chúng ta cấu được hai trận hòa cũng đã là thành công rồi. Đáng ra nếu theo luật chuẩn ấy thì đáng trận đầu tiên chúng ta có thể là có chiến thắng đấy cơ. Chính xác. Hơi đáng tiếc. Không được. Và như vậy là pha chuyển bóng sai cuối cùng cũng để chấm dứt lại trận đấu cuối của cặp đấu này. Thanh Hòa đã không thể có được chiến thắng. Nhưng cũng may mắn vì chúng ta đã để cho đối phương gọi là tấn công nhiều và sút vào cột dọc. Chính xác. Nhưng quan trọng là hai trận hòa cũng là một kết quả chấp nhận được. Ta nhìn thấy đối thủ quá mạnh. Họ có sự lạnh lùng và nhiều bài vở quá. Và đặc biệt là cái trận cuối này Thanh Hòa được sang hiệp 2 đã tốt hơn hẳn. Rất là phòng ngự rất là tốt. Và điều quan trọng là khiến đối phương không thể duy trì được cái nhịp chơi ban bật nhiều đá như hiệp 1. Đá đúng như hiệp 1 cứ thế mà cuốn theo là rất dễ lại toang. Cái may mắn đó là sang hiệp thi đấu thứ hai thì Thành Hòa đã tạo ra một chút bất ngờ dành cho Michael. Nhập cuộc nhanh hơn. Nhập cuộc nhanh hơn và ngay lập tức đánh vỗ mặt. Tăng tốc độ lên, chính mình là người tăng tốc độ và khiến cho anh chàng này tự nhiên nó hơi gọi là gì nhỉ? Rén, nó còn hơi rén một chút. Đây bàn thắng của Mbappe. Bàn thắng từ khá sớm. Sau đó thì mới đến được pha ghi bàn, à đến sút hụt của Ibra này. Ibra trận đấu này công nhận nó thể hiện khá kém. Không được cao. Đây là bàn thắng. Rất đẹp. Bóng chạm cột. Có lướt qua nhẹ qua cột một chút. Giá trị khi mà để Socrates đá tiền đạo. Quả này quả đá ra quần đấy. Quả này quả ra quần. Rất nhiều bạn đang phải gọi là đóng thế rồi. Quả này là ăn đóng từ mình. Ăn từ nhịp trước cũng được. Chơi rất chắc là vào đến đây rồi. Để mà đê đê nhưng mà thực sự tôi cũng gọi là lo lắng trong pha đấy. Bởi vì thấy là cái gì nhỉ? Cái pha phối hợp ngay từ đầu tiên là đấy từ Son Heung-min đó này. Từ lúc Son Heung-min một cái là đã thấy lo và là xong rồi. Họ truyền ngang sang, họ sút dứt điểm vào cột dọc. Tôi còn lo thêm một tình huống nữa là đập cột dọc vào thủ môn cơ. Đấy mà là lo. Thôi bây giờ anh tổng kết lại với những trận đấu của chúng ta. Tôi cảm giác là chúng ta đã có những cái toan tính lại. Giải đá chắc chậm hơn so với ngày hôm qua. Và điều quan trọng là sẽ có được điểm số đã trước cái đối phương quá là mạnh. Ngày hôm qua họ đã át vía cả tuyển của chúng ta. Và quan trọng là ngày hôm nay tính toán lại chắc chắn hơn, chắc chiêu hơn và không bị cuốn vào lối chơi của người ta. Ít nhất như là tức là cái sự thay đổi về ngày hôm qua và ngày hôm nay, chúng ta ngày hôm nay đã có sự khởi sắc hơn rồi đúng không? Không còn một đội nào đó mà toàn thua cả 3 trận nữa. Chính xác. Chính xác là như vậy không? Và bây giờ thì cái màn phân tích nó kỹ càng hơn, nó rõ ràng hơn, chúng ta hãy cùng đến bàn phân tích của Vodka Quang.